Alicia là một cô gái tốt bụng đang trên đường tới học viện hoàng gia để nhập học mặc dù cô chỉ là một dân thường. Trên đường tới đó bắt gặp một bà lão không may đổ bệnh giữa đường. Sau đó cô không ngần ngại đưa bà về nhà rồi dùng nguồn ma thuật tỏa sáng của mình chữa bệnh cho bà lão. Điều này khiến con gái của bà lão vô cùng cảm kích về cô. Khi biết cô đang chuẩn bị đến học viện, chị ấy giúp cô phải nhanh lên vì học viện sắp đến giờ đóng cửa. Thế là Alicia vội vàng chạy thẳng đến trường. Nhưng đen cho cô là thời khắc cô nhìn thấy cánh cổng trường cũng là lúc nó đang chầm chậm khép lại người phụ trách đóng cổng vô cùng nguyên tắc mọi quy định của học viện là tuyệt đối trong trường hợp này cô nàng sẽ phải tự đi tìm chỗ ngủ ở ngoài cho đêm nay cà vạt của đối phương giúp cô nhận ra hai người đều là nam nhất như nhau alicia sau đó giới thiệu bản thân mình vì không dư giả gì cô nàng chỉ còn cách nài nỉ đối phương nhượng bộ cho mình lần này nhìn hành trang cơ bản của alicia cậu ta nhanh chóng đoán ra được thân phận thường dân của cô tuy không đồng ý mở cổng nhưng cậu ta đã âm thầm chỉ cho alicia một chỗ cô có thể lèn vào lúc này alicia mới hỏi tên đối phương nào ngờ cậu thanh niên tên otga này chính là con trai của bộ trưởng vương quốc alicia có chút bất ngờ nhưng trước mặt cô tạm gác lại câu chuyện ở đây để tìm đường lẻn vào học viện khi vừa đến nơi alicia đã bắt gặp ngay một người cũng đang tìm cách lẻn vào giống mình nhìn cậu ta có vẻ như rất thông thạo với trò này qua giới thiệu alicia mới biết đối phương là az cũng là năm nhất giống như cô bố của az là tướng quân quốc gia nên cậu ta được thừa hưởng sức mạnh thể chất của ông vì mải chém gió az không may thụt một cái cửa sổ cậu ta cũng kéo theo Alicia ngã đè lên Edwin hoàng tử đệ nhị của vương quốc Vanchei này. Quả đúng là học viện hoàng gia có khác, đi đâu cũng toàn con ông cháu cha. Vì việc lẻn vào sau giờ giới nghiêm bị bại lộ nên Alicia và AZ bị thầy hiệu trưởng trực tiếp mời lên phòng uống nước chè ăn kẹo lạc. Mấy chai bia quý giá AZ lén mua về bị tịch thu hết. Còn Alicia bị thầy nghiêm khắc nhắc nhở về hành vi của bản thân. Cô là thường dân duy nhất được nhận vào đây vì tài năng về ma thuật ánh sáng. Với vinh hạnh đó Alicia phải sống thật trách nhiệm và cân nhắc kỹ từng hành động của mình. Ngay đêm đầu tiên tại học viện ký túc xá của Alicia đã bị một kẻ lạ mặt đột nhập. Có vẻ hắn ta đang nhắm đến con cái của các quý tộc trong đây. Nếu vậy Alicia có thể yên tâm vì cô chỉ là một thường dân quen. Vừa dứt lời cửa sổ phòng cô lại phát ra âm thanh cạy cửa. Quả nhiên hung thủ đã chọn căn phòng này để đột nhập. Alicia lập tức cho hắn ăn vài chổi. Nào ngờ đối phương không phải ai xa lạ người đó chính là nhị hoàng tử Edwin mà cô mới đẻ vào lúc chiều. Edwin đang muốn âm thầm kiểm tra vài chuyện, từ giờ cho đến lúc đội tuần tra rút lui, cậu xin được trú ẩn tạm thời ở phòng của cô. Ngày hôm sau học viện tổ chức lễ khai giảng chào đón học viên mới, Alicia mải hóng hớt nên đã không cẩn thận va vào nhân vật hắc ám ngay trước mặt. Thế quái nào cô gái này lại biết tên của Alicia, cô gái có mái tóc đen bí ẩn đó tên là Zumela và cũng chính là nữ chính của bộ phim. Vào thời khắc cuối cùng Alicia và nhóm hiệp sĩ này sẽ là những người trực tiếp phải chiến đấu với Zumela. Ba nam sinh kia sẽ yểm trợ cô còn Alicia sẽ dùng ma pháp ánh sáng thổi bay ma thuật bóng đêm của Jumela. Khoảnh khắc sự thật cũng được hé lộ từ đây. Tất cả những gì vừa diễn ra chính là nội dung của tựa game mới nổi. Nó có tên ma pháp ánh sáng và người hùng. Trong game đó Alicia là nữ chính đồng hành cùng các hiệp sĩ. Sau khi đánh bại ma vương Jumela với thân phận trùng cuối bí ẩn xuất hiện để gây khó dễ cho bốn người này. Nhân vật phản diện này được xây dựng với hình tượng một kẻ bắt nạt Alicia xuyên suốt trò chơi. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Lúc này người điều khiển Alicia trong thế giới thực đã bị chuyển sinh thành Zumela. Nguyên nhân là một vụ tai nạn xe tải đã đưa cô đến đây, và khi nhân vật Zumela lên 5 tuổi, cô đã vô tình có lại được ký ức trong kiếp trước của mình. Sau một thời gian quan sát, Zumela xác nhận mình chính là đang trong thế giới của trò chơi. Vương quốc ở nơi này được thành lập bởi người hùng và vị thánh đã đánh bại Ma Vương. Tên Ma Vương đó có mái tóc đen, nên cô ấy ở nơi này bị coi là thứ xui xẻo. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là biểu tượng của cái ác. Tất cả những người xung quanh Zumela đều giữ khoảng cách với cô thậm chí là cha mẹ ruột. Theo trò chơi, cấp độ của một người phải ở mức tối đa mới có thể đánh bại Zumela trong thân phận trùng ẩn. Nhưng cuối cùng Zumela vẫn bị Alicia thổi bay. Vì vậy sau khi có được ký ức từ kiếp trước, Zumela quyết định tránh dây dưa với bộ tứ kia để có được cuộc sống bình yên. Bằng cách đó cô sẽ tránh được rủi ro trở thành trùng ẩn và khi ma vương bị đánh bại tất cả sẽ có thể sống một cách hạnh phúc. Cho đến lúc đó Zumela quyết tâm phải trở nên mạnh hơn từng ngày. Nhờ ký ức có được cô quyết định từ nay sẽ âm thầm đi diệt quái để tăng cấp độ mỗi con quái bị hạ sẽ rơi ra đá ma thuật sau đó Jumela đem số đá đó đi bán để tích góp tiền mua bùa bảo hộ đắt giá thứ này sẽ giúp cô lên cấp nhanh hơn thậm chí Jumela còn mua cả 6 triệu hồi yêu ma để phang cho nó nóng cô đánh không sót một tên nào đến nay Jumela đã 10 năm tuổi trong suốt 10 năm qua cô chỉ tập trung duy nhất vào một việc là tăng cấp độ bản thân thời điểm Jumela nhập học vào học viện Alicia đã xuất hiện và mọi thứ đang diễn ra giống hệt kịch bản trò chơi Jumela quyết tâm phải tránh né bọn họ càng xa càng tốt đó là chìa khóa cho một cuộc sống bình yên, nhưng có một chuyện cô nàng đã quên mất, vào buổi nhập học của tân học viên, thầy hiệu trưởng sẽ tổ chức đo đạc cấp độ khởi đầu của từng người, nhưng từ trước tới giờ Zumela chỉ mải mê phá quái nên chưa từng đo thử. Khi thấy AZ đạt cấp 10 mọi người đã hò reo rồi rít, cấp của cậu ta cao cỡ đó thì Jumela sẽ cỡ nào đây, chắc chắn cấp độ của cô cao hơn cậu ta rất nhiều. Vì từ cấp 10 đổ xuống thì sao có thể đánh bại tên trùng cuối trong game như cô đã làm. Quả nhiên đó là những con số biết nói không có gì ngạc nhiên khi Jumela đã lên tới cấp 99, vậy là cô phải nói lời tạm biệt với hai chữ bình yên ngay tại đây. Cấp độ 99 của Jumela làm cả hội trường dấy lên nghi vấn. Ngay cả khi giáo viên đem ra một thiết bị cao cấp hơn thì con số 99 vẫn bất gì bất dịch. Tuy nhiên thay vì trân trọng tài năng này, các giáo viên lại cho rằng Jumela đang gian lận để can thiệp vào ma cụ. Ánh mắt thầy hiệu trưởng dành cho cô cũng vô cùng khó hiểu. Thế nhưng sau đó Jumela vẫn được trở lại vị trí để buổi lễ tiếp diễn. Họ sẽ kiểm chứng sự thật trước khi lớp học chính thức bắt đầu vì một lòng muốn tránh xa thị phi, Jumela quyết định ra về ngay lập tức thay vì ở lại tiệc buffet. Thế nhưng kiếp nạn vẫn tự tìm đến cô, người có cấp độ 10 là Az đã chủ động tìm Jumela để hỏi cho ra nhé. Cậu ta chế nhạo Jumela hèn hạ không có niềm kiêu hãnh của một quý tộc. Lúc này Hoàng tử Edwin cũng đi tới giải vây cho Jumela. Đi khi nghe đến dòng họ đôn nết của Jumela, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi và đề cập gì đó đến ba chữ Vương đô giả. Edwin dù ngoài miệng nói nhưng lời lịch thiệp nhưng vẫn cho rằng Jumela đã gian lận để bản thân nổi bật. Nếu là như vậy hành vi của cô đã trà đạp lên công sức tập luyện của AZ từ nhỏ đến giờ. Zumela chỉ lạnh lùng khẳng định sự thật về bản thân. Nào ngờ lúc này thanh niên Otga đi tới nhập cuộc. Ba người chỉ trích hội đồng Zumela là một đứa vô liêm sỉ. Thế nhưng trong cốt truyện của game ba nam chính này lại có một sự chú ý đặc biệt đến cô. Zumela thì không ngại phô diễn thực lực của bản thân, nhưng nếu làm vậy cô sẽ vướng vào một đống rắc rối của trò chơi này. Lúc này cô vô tình nhìn thấy Alicia đang lạc quan giữa đám đông, nên cô đã nhân cơ hội đến bắt chuyện với cô ấy mục đích là để giải vây khỏi ba thanh niên tính đàn bà kia. Vừa về nhà, Jumela đã được người hầu Di Ta hỏi thăm rất kỹ càng. Jumela biết chị hầu gái này không phải đang quan tâm đến mình, chỉ là chị ta đang nhận lệnh theo dõi cô từ ông chủ. Mọi hành tung của Jumela đều sẽ được Di Ta báo cáo lại cho ông ta. Tiện đây cô nàng muốn biết về ý nghĩa của ba chữ Vương đô giả. Quả nhiên nó chẳng mang hàm ý gì tốt đẹp cả. Trong khi những người ở kinh đô được coi là quý tộc xịn thì những người ở ngoại ô như gia đình Jumela sẽ bị gắn mác Vương đô giả. Họ bị những quý tộc xịn cho là những kẻ ăn không ngồi rồi không đóng góp được gì cho đất nước. Ngày hôm sau Jumela tiếp tục bị mọi người cô lập. Việc này càng đúng với nguyện ước được tàng hình trong cuộc đời của cô. Cũng nhờ màn đưa đẩy hôm qua, bộ ba hiệp sĩ cùng Alicia đã thân thiết với nhau sớm hơn cốt truyện. Jumela thấy thế thì khoái lắm, nhưng lúc này cô lại được một nhân vật khác lạ mặt để ý đến. Trong tiết học kiếm thuật, Az vì muốn làm Jumela bẽ mặt nên đã chủ động đứng ra thách đấu bằng sự tự tin 200% của mình. Cậu ta đã luyện kiếm từ nhỏ nên sự ngạo mạn này là điều dễ hiểu. Về phần Jumela, trước giờ cô chủ yếu phang quái bằng ma thuật là chính. Đây là lần đầu tiên cô được cầm vào mấy món hàng nóng này. Có điều khi đã ở cấp độ 99, sức mạnh vật lý trong Jumela vẫn thừa sức biến AZ thành thịt băm. Tất nhiên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được. Thay vào đó Jumela sẽ đáp trả lại sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Thao tác của AZ trong mắt Jumela không khác nào slow motion cả. Cậu ta ngay lập tức bị cô cho vô ích trước ánh mắt của cả lớp az không chịu nhận thua liền tức giận muốn đánh jumela khi cô không phòng bị nhưng do đang trong trạng thái không chủ đích kiểm soát sức mạnh cô nàng đã thổi bay thanh niên tự cao ra xa cả chục mét giáo viên kiếm thuật thấy vậy vội vàng tới giải cứu cậu học trò cưng thầy yêu cầu cả lớp không được thách đấu nhau nếu chưa có sự cho phép nhưng chuyện đó có vẻ sẽ không xảy ra vì mọi người đều đã rén jumela ra mặt thế nên cô nàng chỉ có thể ở lại tập vung kiếm khi không có thầy ở đây jumela thỏa sức vung kiếm hết mình tạo ra những cơn lốc xoáy khiến mọi người tí nữa thì bay Tiết học tiếp theo là tiết ma pháp thực hành, hai nhóm tập kiếm vừa rồi đã được gộp lại. Nhưng kỳ lạ là du Mê La không thấy thanh niên Edwin xuất hiện ở đây. Yêu cầu hôm nay của giáo viên vô cùng đơn giản. Các học viên chỉ cần ngưng tụ ma thuật rồi bắn chúng mục tiêu phía trước là được. Mọi người lần lượt tung ra các ma thuật với bốn thuộc tính hỏa phong thủy thổ. Alicia là người duy nhất sở hữu thứ ma thuật ánh sáng hiếm hoi. Bên cạnh đó, tên Otga dùng một lúc bốn thuộc tính ma pháp này để phớ lếch độ thiên tài của bản thân vì chưa được chứng kiến khoảnh khắc Az á hành ốt ga lần này đã chủ động khiêu khích Jumela thể hiện bản thân. cô nàng vốn chẳng ham hố gì nhưng vì thực lực quá lớn cô sợ mình sẽ làm hỏng dụng cụ tập luyện của cả lớp. ốt ga tự tin rằng ở đây không ai đủ sức phá hủy thứ hợp kim đặc biệt này. cậu ta vẫn cười nhạo khi Jumela chỉ bắn ra lượng ma thuật nhỏ như hạt đậu. chỉ có cô giáo là bắt đầu cảm thấy sự khác thường. khi cục hắc hỏa chạm đến mục tiêu thứ kim loại được ốt ga bốc lập tức tan thành cho bụi. cô giáo trở nên cực kỳ phấn khích với thuộc tính hắc thuật của Jumela cô đồng thời trấn an mọi người rằng thuộc tính này không hề xấu nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó nguyên nhân edwin nãy giờ vắng mặt là vì cậu ta đã đi gây áp lực với hiệu trưởng bằng thân phận hoàng tử của mình rồi lúc này cậu ta đã trở lại với quyết định đuổi học jumela trên tay lý do thì vẫn là nghi ngờ của họ về cấp độ sức mạnh của jumela cô giảng viên vừa chứng kiến thực lực học trò đã không ngần ngại quỳ xuống xin cho jumela một cơ hội không những jumela sử dụng thuộc tính ma thuật hiếm cô giáo còn biết vừa rồi học trò vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực của mình Cô quay sang cầu xin Jumela hãy chứng minh sự trong sạch của bản thân. Quả là một cô giáo có tâm nhất hành tinh. Không hiểu sao một vị hiệu trưởng lỗi lạc của cả học viện lại không nhìn thấu được điều này. Trước sự chân thành của giáo viên, Jumela quyết định giải phóng ra gần hết những gì mình có. Nhưng trước đó cô vẫn cẩn thận tìm tên Edwin chịu trách nhiệm thay cho mình. Nó sẽ là một ý tồi nếu Jumela chơi hết sức, nên thay vào đó cô nàng sẽ kiềm chế lại một ít. Ngay khi Jumela niệm chú một hố đen ma thuật khổng lồ lập tức xuất hiện nút trưởng mặt trời. Không gian xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Cũng may Zumela đã kiềm chế nên nó không gây ra thiệt hại nào cho mọi người. Có điều chừng đó vẫn là đủ để cô chứng minh bản thân mình hoàn toàn trong sạch. Ngay lập tức Zumela đã được quốc vương triệu tập đến kinh thành. Buổi diễn kiến của Zumela thu hút sự quan tâm của phần đông quý tộc. Không chỉ có họ, quân đội cùng học giả đứng đầu về ma thuật của cả nước cũng có mặt. Trước hết để bắt đầu câu chuyện quốc vương đã đích thân cúi đầu xin lỗi Zumela vì sự phiến diện của hoàng tử và hiệu trưởng học viện. Đó là những hành vi không phù hợp đạo lý khi chưa xác minh đã đưa ra quyết định. Cái cúi đầu của quốc vương khiến Jumela vô cùng bối rối. Thực ra chuyện Jumela đạt cấp độ 99 quả thật rất khó tin. Vì lẽ đó quốc vương vẫn yêu cầu vị kỵ sĩ trưởng đoàn Adop xác nhận thực hư. Theo cốt truyện trong game người này là hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc, cấp độ của anh ta vào khoảng 60 đổ lên vì chỉ những người thuộc cấp độ này mới có khả năng giao chiến với ma vương. Để bày tỏ sự tôn trọng Adop tuyên bố sẽ dùng hết 100% thực lực vào đòn đánh này. Trong giây lát Jumela đã không biết phản ứng ra sao. Quốc vương cũng chưa ra lệnh cô có thể đáp trả hay chỉ được phòng thủ. Hết cách, Jumela quyết định né đòn bằng một động tác hạ mình cúi chào. Chưa có một ai từng né được kiếm pháp của Adop. Vì thế anh ta tin rằng cấp độ của Jumela không phải bịa đặt. Hơn thế nữa, Jumela thực sự quá bình tĩnh khi né đòn. Sau khi sự thật được kiểm chứng, quốc vương muốn được trực tiếp chứng kiến ma thuật của Jumela. Cô nàng cũng không ngần ngại phô diễn phép thuật của mình. Hắc thuật của Jumela làm bàn dân thiên hạ được một phen trầm trồ. Chỉ có vị trưởng pháp sư vẫn rất bình tĩnh. Ông coi hắc thuật cũng giống như các thuộc tính khác tốt hay xấu tất cả đều phụ thuộc vào cách sử dụng của chủ sở hữu. Lời giải thích từ vị trưởng pháp sư một phần đã giúp Jumela nhận được nhiều thiện cảm hơn. Quốc vương muốn biết cô đã làm gì để thăng tiến tới mức độ này. Jumela chân thật kể lại hết quá trình phang quái mệt mài của mình. Cô không ngờ những hành động bản thân coi là bình thường lại trở thành hành vi liều mạng trong mắt người khác như vậy. Ngay cả Adop cũng không dám tháo bùa bảo hộ để đeo bùa tăng trưởng. Đồng thời cũng không dám xông vào hang rồi sử dụng còi triệu hồi ma thú như Jumela. Hội trường lại được một phen chấn động. Bệ hạ phấn khích muốn treo thưởng cho thành tích phi thường này của cô. Cô thừa hiểu ngài đang ám chỉ việc kết hôn với hoàng tộc, nhưng Mê-la theo chủ nghĩa bình yên đã lập tức từ chối mọi phần thưởng. Tuy nhiên, mọi chuyện rắc rối mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau buổi diễn kiến, Zumela được gọi đến phòng riêng của Vương phi. Bà ấy tỏ ra cực kỳ tinh tế và cũng nói cuộc hội thoại này là tuyệt đối bí mật. Vương phi dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Mê-la vì người đã quá quen với những quý tộc giả vờ khiêm tốn để tiếp cận hoàng gia. Lúc này Vương phi đi vào chủ đề chính và cũng là điều Zumela đã biết. Vị quốc vương từng đánh bại Ma Vương và lập ra vương quốc này đã tiên tri rằng Ma Vương sẽ quay trở lại sau hai năm nữa. Thông tin này chỉ vương tộc và một vài quý tộc thân tín biết. Điều này giải thích cho những hành vi kỳ lạ của Edwin tại ký túc xá. Bởi lẽ vương tộc đang âm thầm chuẩn bị lực lượng cho sự trở lại này của kẻ thù. Vương Phi cũng chân thật bày tỏ mong muốn Zumela nhường sân khấu lại cho Edwin. Việc đó sẽ đảm bảo vị thế của vương tộc không bị lung lay và nếu Zumela muốn, cô có thể đồng ý trở thành thánh nữ rồi cưới Edwin. Khi đó chuyện sẽ vẹn cả đôi đường, Du Mê La theo phản xạ đã từ chối mà không thèm suy nghĩ. Vương phi rất đồng cảm với lựa chọn của cô, nhưng bà còn một chuyện muốn đề cập tới. Đó là vấn đề phe phái đang xảy ra trong vương quốc. Có hai phe chính phe vương và phe chống vương, hiểu nona là những người ủng hộ vương tộc và những người đang không hài lòng với tình hình hiện tại của vương quốc. Phe chống vương do quý tộc Hiêu Dô lãnh đạo. Một thông tin hữu ích khác là các quý tộc ngoại ô đều thuộc phe chống vương này và theo lẽ đó cha mẹ Zumela cũng không ngoại lệ, để đảm bảo không mất đi vũ khí mạnh nhất vương quốc. Vương Phi đã sớm ra lệnh cho nhà Donet không được chuyển Du Mela đi nơi khác. Mục tiêu họ nhắm đến là để Du Mela tránh phe chống vương càng xa càng tốt. Sự xuất hiện của cô đã đặt lại giả thuyết về cấp độ cao nhất của một pháp sư. Qua cuộc trò chuyện riêng, Vương Phi đã nhìn ra được hoàn cảnh bị cô lập của Du Mela. Bà công nhận Du Mela thực sự rất mạnh, nhưng bên trong con người đó lại không có ước nguyện nào ngoài hai chữ bình yên cả. Vì thế họ tin tưởng rằng các phe phái quý tộc khác sẽ không thể lôi kéo Du Mela. Kể từ sau buổi diễn kiến Du Mela bắt đầu được các bạn trong lớp bắt chuyện. Hoàng tử và bạn của cậu ta cũng chủ động xin lỗi cô. Tất nhiên điều đó chỉ là cậu ta gượng ép xin lỗi mà thôi. Rồi điều gì đến rồi cũng phải đến. Jumela liên tục nhận được lời mời gọi của vô vàn quý tộc trong học viện. hầu hết những người thuộc phe vương rất dễ chịu khi không đề cập đến chính trị. Những kẻ cực đoan thì lại tìm cách mua chuộc cô bằng mọi giá. Đặc biệt là tên tóc tím ngáo ngơ này đây. Chỉ với một vài từ ngữ chính trị chuyên ngành cùng lời khẳng định chỉ thích những người mạnh hơn mình, zumela đã thành công thao túng tâm lý tên nhát gan này khi nghe đến cái kết cho việc nổi dậy chống lại vương tộc là cái chết tên đó vội vàng cục đuôi bỏ chạy và không dám quay đầu lại sau tất cả vẫn còn một nhân vật chưa tiếp cận du la đó là con gái của quý tộc đứng đầu phe chống vương tiểu thư eleno ra sang chảnh đằng sau vẻ ngoài thánh thiện là những hành vi đối xử với mọi người như bạo chúa nếu du la thẳng thừng từ chối có lẽ sẽ gây ra nhiều rắc rối thế là cô nàng miễn cưỡng tham gia trà vô bổ của đối phương trong khi eleno ra huyên thuyên đủ thứ trên đời du mê la chẳng thèm nghe và chỉ trả lời đúng ba câu dập khuôn từ đầu đến cuối Mãi một lúc sau lúc đối phương mới đi vào chủ đề chính Tuy nhiên thay vì lôi kéo Jumela theo phe mình Cô tiểu thư chỉ ra yêu cầu Jumela tránh xa hoàng tử Edwin điện hạ Có điều cô ta đã nhìn sai ai mới là đối thủ rồi Jumela tự tin khẳng định mình không hề tư tưởng gì đến cái tên Edwin đó Bằng chứng là không có tin đồn nào được tung ra sau buổi trò chuyện cùng Vương Phi cả Để Eleonora yên tâm Jumela trực tiếp nhận định rằng Cô ta mới là đối tượng thích hợp với hoàng tử Edwin Cú chốt ấy đã thành công đánh trúng tâm lý Eleonora Đồng thời giải thoát cô khỏi một mối phiền phức sau này. Trong giờ nghỉ trưa, Alicia bất ngờ tìm đến Zumela chất vấn cô có phải là ma vương không. Thì ra Edwin sớm đã tiết lộ lời tiên tri cho Alicia biết, có điều cậu ta cũng chỉ đưa thông tin ma vương sẽ trở lại sau 2 năm nữa, không biết Alicia căn cứ vào đâu để quy chụp Zumela như vậy. Trong khi Zumela đang giải thích bản thân một cách nhẹ nhàng, ba tên nhiều chuyện từ đâu xông ra thể hiện thái độ hung hãn. Jumela cảm thấy thất vọng khi thành viên cốt cán của hoàng tộc lại tiết lộ tiên cơ cho người ngoài như vậy nhưng ngay sau đó Edwin còn làm một pha chấn động hơn. Giữa căng tin đông như kiến, thanh niên Bobo mùm xác nhận lời tiên tri là có thật. Tên đần AZ còn đột nhiên hùa theo bảo Zumela chính là ma vương. Mặc dù Zumela đã giải thích sự tồn tại của bản thân khác với lời tiên tri, nhưng cậu ta vẫn cứng đầu đòi cho cô một bài học. Mấy tên này thực sự quá phiền phức, Zumela đành dùng đến thứ mà bản thân áp đảo chính là sức mạnh. Nếu đám thanh niên ba phải này cùng cho rằng Zumela là ma vương, thì bọn chúng vẫn quá yếu để đánh bại cô. Chính Jumela cũng ủng hộ việc họ tiến bộ hơn để hoàn thành sứ mệnh trong tương lai. Nhân đây cô quyết định tiết lộ con đường tà đạo để tăng kinh nghiệm của mình. Con đường nhanh nhất để thăng cấp chính là đâm đầu vào các động ma thú. Hãy tiêu diệt chúng càng nhiều càng tốt. Đặc biệt không được dùng bùa bảo hộ mà phải dùng bùa tăng trưởng. Nếu được thì dùng thêm cả còi triệu hồi ma thú để chúng xuất hiện nhiều nhất. Cuối cùng là phải hành động một mình để không bị thất thoát kinh nghiệm. Jumela cảm thấy đầy tự hào với phương pháp của mình. Nhưng không chỉ bốn nhân vật chính mà tất cả mọi người xung quanh nghe xong đều xây sẩm mặt mày. Cách làm của Jumela đối với họ chẳng khác nào tự tìm đường xuống âm phủ. Nhìn biểu hiện của họ là biết không một ai dám thực thi cách làm vừa rồi. Tạm bỏ qua vấn đề này Jumela vẫn thắc mắc vì sao Alicia lại sợ mình đến vậy. Cô đặt nghi vấn rằng có khi đối phương cũng chuyển sinh giống mình. Để làm rõ thực hư Jumela quyết định theo dõi Alicia 24 trên 7. Nếu là người chuyển sinh và bị mơ hồ trong ký ức, rất có khả năng Alicia đang bị nhầm lẫn thân phận của ma vương. Thời gian một này đa phần Alicia đều ở gần ba thanh niên nhiều chuyện có vẻ đối phương không hề có gì khác so với nhân vật trong game. Có điều Jumela không hiểu là cứ mỗi lần Alicia nhìn thấy mình thì lại run như cầy sấy. Điều này cũng được giải thích ngay sau đó, không chỉ Alicia đến cả con mèo cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Jumela. Tuy nhiên có một người vẫn luôn để ý đến cô với ánh mắt rất khác mọi người. Jumela nhận ra cậu bạn cùng lớp này đã thấy cảnh tượng vừa rồi của con mèo. Nhưng Jumela không quan tâm, giờ cô phải tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Alicia. Sau khi khi làm xong hết các công việc linh tinh, Alicia trở về thư viện để học ma pháp từ chỗ Edwin. Thực ra chính Edwin cũng không hiểu lý do tại sao Alicia lại cho rằng Zumela chính là ma vương. Bản thân Edwin sớm đã được phụ hoàng thông não về thân phận của Zumela. Họ khẳng định cô không phải ma vương và họ cũng cần sự giúp đỡ của Zumela trong tương lai. Cách giải thích của Alicia rất ngây thơ, cô gái chỉ dựa vào cách Zumela nhìn mình để đi đến kết luận đối phương chính là ma vương. Có vẻ điều này xuất phát từ sự đối lập trong thuộc tính ma thuật như nhìn từ mọi góc độ, Jumela có thể yên tâm rằng đối phương không phải một người chuyển sinh đã biết hết cốt truyện. Không lâu sau đó, Jumela được gọi lên phòng hiệu trưởng. Đức vua đã bổ sung một thân tín của mình đến thay thế ông thầy già hồ đồ. Người này nằm trong số ít những hoàng tộc biết về sự trở lại của Ma Vương. Xem ra thân phận không phải dạng vừa. Tuy nhiên hiệu trưởng mới tỏ ra không đồng tình với hành vi hấp tấp và phiền phức của Edwin. Vốn dĩ cậu ta và hai cậu bạn thân đều không phải loại người như vậy. cả ba đều là những nhân vật đặc biệt từ nhỏ, chỉ là gần đây họ dần mất đi sự ổn định có lẽ sự xuất hiện của một người đã được ngột phá vỡ niềm kiêu hãnh khiến họ trở nên như vậy. Nghe điều này biết luôn ông thầy đang ám chỉ ai rồi. Còn về vấn đề ma vương, ông thầy từ chối chia sẻ nhiều hơn những gì mình biết. zumela cũng không làm cách nào đọc được suy nghĩ đối phương. Về lý do ông thầy gọi zumela đến đây là vì sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi thực chiến cho học viên. Hiệu trưởng muốn Jumela hợp tác với các giáo sư để giúp đỡ họ. Có vẻ đằng sau lớp học thực chiến này là vấn đề thăng cấp và học viện muốn học viên đi săn ma thú một cách an toàn. Jumela được phân công phụ trách các quý tộc ngoại đô vì xuất thân của cô. Hiệu trưởng tách riêng họ với các quý tộc kinh thành, đồng thời nhóm Edwin sẽ được sắp xếp một buổi thực chiến đặc biệt khác với tất cả. Nhìn lại buổi ngày hôm nay Jumela cho rằng tất cả đang dùng quá nhiều sức mạnh cho những ma thú cấp thấp. Cả cô và anh bạn tóc xám đều cho rằng hiệu suất đang quá thấp. Tới thời điểm này cậu ta mới có cơ hội giới thiệu bản thân mình là Patrick, người cùng có xuất thân ngoại đô. Tại vùng đất của cậu ta mọi người thường được phân ra làm hai đội tiên phong và hậu phương. Khi tiên phong cầm chân ma thú, đội hậu sẽ tranh thủ thời cơ tiêu diệt chúng đồng thời để không bị tranh lệch kinh nghiệm họ sẽ thay cho đội hậu cầm chân ma thú còn đội tiên phong tiêu diệt dù vậy phương án này vẫn không đảm bảo được tính cân bằng tóm lại việc hoạt động nhóm lúc nào cũng sẽ giảm hiệu quả chỉ có con đường solo của Jumela là phương án nhanh nhất mà thôi Jumela muốn Patrick lập tức triển khai phương án cậu ta đề xuất ngay tại đây không để cậu ta có thời gian chuẩn bị cô nhanh tay rút còi triệu hồi ma thú ra xài Patrick không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh cho đồng đội lập trận địa ngay sau đó cả một đám chó đen kéo đến thay vì một con như vừa rồi khiến mọi người ai nấy cũng sợ đến giấm này rất may là chiến lược của patrick tỏ ra vô cùng hiệu quả với đám chó đen này khi cạn ma thuật mọi người lại dùng đến cung tên giáo mác để tấn công chả mấy chốc đám chó đã chỉ còn lại vài cục đá tím dù vậy patrick vẫn tức giận khi jumela hành động mà không báo trước cô biết ai nấy cũng đều kiệt sức sau pha chiến đấu vừa rồi vì vậy lần này jumela sẽ can thiệp cô lại gọi chúng ra tiếp khi chúng vừa xuất hiện Zumela lập tức thi triển hắc ám trói buộc khiến lũ chó đen bị xích đứng im tại chỗ Zumela kêu gọi mọi người không phải sợ vì chúng đã mất khả năng tấn công có điều thứ họ sợ chính là những sợi xích hắc ám của cô ba trích liền đứng ra thị phạm để chứng minh sự an toàn lúc này đột nhiên có một con chưa bị khống chế lao ra ba trích dũng cảm đứng chắn cho Zumela. tuy hành động của cậu ta hơi thừa thãi nhưng cô nàng vẫn nhanh chóng trị thương cho cậu ta hắc ám thật cũng có khả năng này chỉ là nó có phần hơi khó coi mà thôi dù đã bị thương Patrick vẫn khuyên Jumela nên cẩn thận. Đây là lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm kiểu này nên có chút động lòng. Tuy nhiên nó cũng không ngăn nổi Jumela sờ pam tiếng còi liên tục ngay sau đó. Vì điều này cô đã bị hiệu trưởng gọi lên uống nước ngay hôm sau. Nhưng cuối cùng anh ta cũng không bắt bẻ gì được khi biết thuộc tính bóng tối của Jumela cũng có thể trị thương. Nó thậm chí sẽ giúp nạn nhân mọc lại cánh tay. Đó là kinh nghiệm Jumela đúc kết ra từ nhỏ khi liên tục phang quái trong hang bóng tối. Còn đối với những vết thương nghiêm trọng hơn, Jumela lại chưa có cơ hội để kiểm chứng. Tiện đang ngồi trò chuyện cùng hiệu trưởng, Zumela muốn biết thêm về tiến độ của nhóm hoàng tộc. Nhóm này cũng đang thăng tiến rất nhanh, có điều vì muốn thể hiện với Alicia ba thanh niên nhiều chuyện liên tục càn quét mà không cho cô gái của nhóm có cơ hội phang quái. Các học viên khác cũng nhận kết cục tương tự. Nhìn tổng quan thì tiến độ như vậy là quá chênh lệch. Thuộc tính ánh sáng của Alicia rất quan trọng về sau, thế nên ngài hiệu trưởng cần nó phải được phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối cùng họ vẫn cần sự giúp đỡ của Zumela trong vấn đề tăng cấp này. Zumela không giấu nổi vẻ khoái trí trên mặt mình. Cô sẽ ném Alicia vào hang quái và khi trở ra chắc chắn cô ấy sẽ được đặt chân lên một cương vị mới. Còn một vấn đề khác hiệu trưởng muốn Zumela giúp đỡ, anh ta cần cô tới kiểm tra độ bền vật liệu cho nhóm phát triển ma cụ của Vương quốc. Chủ đề này lại đúng sở trường của Zumela. Miếng kim loại mà hiệu trưởng đưa ra đã thông qua bài kiểm tra của hiệp sĩ Adop. Tuy nhiên họ vẫn muốn thử thách nó với sức mạnh vượt trội hơn của cô. Hợp chất này quả nhiên rất bền bỉ, nó đã chịu được một cú bẻ cong của Zumela mà không hề nứt gãy hiệu trưởng lại được một lần mở mang tầm mắt vì chính anh ta cũng không thể khiến nó lung lay. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jumela ra ngoài thì bắt gặp Patrick. Cậu ta sớm đoán được lý do hiệu trưởng phải triệu tập cô. Cả hai đang nói chuyện rôm rả thì một thành viên trong lớp đã tới tìm Patrick nhờ giúp đỡ. Jumela thấy cậu ta có vẻ rất được bạn bè tín nhiệm. Trong buổi tập kiếm pháp Patrick chủ động muốn bắt gặp cùng Jumela. Cô nàng hề từ chối thậm chí cô còn chủ động muốn giữ chân cậu ta lại. Mọi ấn tượng của Jumela về Patrick đều là rất tốt. Vì quá mải mê suy nghĩ về cờ rút Jumela không may đánh bay Patrick với sức mạnh vật lý hơn người của mình. Thế nhưng mặt cô lại không có một chút gì lo lắng cả. Còn Patrick một lần nữa lại được trải nghiệm phép trị thương hiệu quả nhưng đầy man dợ của thuộc tính bóng tối. Sở dĩ Jumela tích cực với việc học kiếm pháp là để phục vụ cho mục đích đánh bại ma vương sau này. Chuyện ma vương khiến Patrick trở nên tò mò nhưng không chỉ cậu ta đa phần học viên đều cho rằng tất cả chỉ là Edwin bịa đặt để hù dọa họ. Uy tín của Edwin cũng vì thế mà suy giảm đáng kể. Patrick cũng tin Jumela không phải ma vương. Nếu đó là sự thật thì thế giới sớm đã bị cô hủy diệt lâu rồi. Điều khiến cậu bạn khó chịu là có người lại tin vào điều đó chỉ vì mái tóc đen của Jumela. Trước kia Patrick đã từng gặp rắc rối với mái tóc ngả đen của mình. Đó là lý do cậu luôn ngưỡng mộ một người tự tin với nó như Jumela. Trong quá trình tập luyện sau đó Jumela mới biết Patrick cũng có thể sử dụng thuộc tính bóng tối. Điều này khiến cô bắt đầu cảm thấy cấn cấn về nhân vật của mình. Theo cốt truyện ban đầu Jumela có được ma pháp hắc ám vì đã khuất phục trước bóng tối nhưng lại chẳng có phân cảnh nào nói về điều đó có lẽ thuộc tính bóng tối đã ấn định trên người jumela từ khi sinh ra chỉ là cô đã cố che giấu nó khi thấy một alicia cực kỳ tự tin sử dụng ma pháp ánh sáng trong buổi thực chiến tiếp theo jumela không được sử dụng còi ma thú và phải ngồi làm công tác hậu cần mọi người vẫn rất dè chừng với cô họ cũng đặc biệt sợ hãi với độ man dợ khi trị thương của thuộc tính bóng tối jumela không hài lòng với buổi thực chiến hôm nay bởi độ hiệu quả của nó vẫn rất thấp patrick biết cô nghĩ gì nên đã lập tức tịch thu còi triệu hồi trên tay jumela nếu cách này không được Jumela đề nghị chính cô sẽ là người tấn công các học viên. Tất nhiên mọi thứ sẽ dừng lại ở mức có thể trị thương. zumela làm vậy để mọi người có thể cảm nhận sự nghiêm trọng tương đương với chiến trường thực tế. Ý tưởng của cô làm cả đám quấn ra đài. Họ thà chiến đấu với cái còi triệu hồi ma thú còn hơn phải trải nghiệm thuộc tính bóng tối. Thế là Jumela đã có cái cớ chính đáng để sử dụng món đồ yêu thích của mình. Patrick không ngờ zumela làm thật cậu ta cao mặt rồi nhanh chóng tập hợp mọi người vào đội hình. Nhìn thái độ của Patrick làm cô cảm thấy có chút chột dạ vô dĩ cô chẳng để ý gì đến địa vị hay gia tộc chỉ là Jumela sẽ hơi buồn nếu đến cả Patrick cũng ghét mình quan sát cậu ta chỉ huy giúp Jumela ngộ ra rất nhiều điều lúc này Patrick dùng phong ma pháp để tăng cường âm lượng của mình khi truyền lệnh sau đó cậu ta kết hợp thổ ma pháp giúp mọi người đứng vững trong quá trình chiến đấu Patrick thực sự là một thiên tài trong chiến đấu nhóm ai nấy đều vây lấy cậu sau khi đám quái bị diệt sạch tuy nhiên sự khập khiễng này đã khiến Jumela cảm thấy khá buồn nếu bị Patrick ghét thì cùng lắm cô sẽ trở về cuộc sống không dính líu đến ai như trước đây. Zumela đang đăm chiêu thì đột nhiên Alicia lại chủ động tìm tới. Cô ấy muốn xin lỗi Zumela về lời quy trục của mình. Tuy đang rất sợ hãi nhưng Alicia vẫn lấy hết can đảm đứng trước mặt Zumela. Hai người đang dần cởi mở hơn thì tên Edwin nhiều chuyện lại xía mũi vào. Cậu ta đã biết chuyện Zumela liên tục sử dụng còi triệu hồi ma thú. Trong suy nghĩ của Edwin, Zumela muốn lợi dụng chúng để thảm sát mọi người hoặc cô sẽ trị thương cho mọi người để nâng cao uy tín bản thân. Dù là theo hướng nào thì Jumela đều giống như một kẻ bị ổi trong mắt Edwin vậy. Đúng là sự ghen ăn tức ở đã khiến con người ta trở nên thiền cận. Jumela chẳng thèm để tâm đến cái tên đang lèm bèm trước mặt mình. Cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này, ở đây cô chỉ là một con người lập dị. Nhưng nếu đi khỏi đây thì Jumela cũng không biết phải đi đâu. Đúng lúc này Patrick đã xuất hiện bên vực cô. Cậu bạn giải thích cặn kẽ mục đích của Jumela, đồng thời cậu cũng nhấn mạnh tính hiệu quả của phương pháp Jumela sử dụng. Ngôn từ của Patrick vừa có tính giải thích lại vừa xen lẫn ý đuổi khéo hoàng tử. Nhận ra điều đó, Edwin chỉ đành chịu thua rời đi. Zumela không quên cảm ơn cậu bạn tốt bụng. Cô vẫn cảm thấy đối phương đang có chút tức giận dành cho mình. Patrick phải nhanh chóng trấn an rằng cậu không giận đến mức đó. Cậu cũng không phải một người quá câu lệ lễ nghi địa vị, vì thế Zumela có thể gọi Patrick bằng tên như bình thường được. Câu nói này của cậu đã khiến Zumela cười trong vô thức, bản thân cô cũng không biết mình đang vui đến như vậy. Sau những cuộc thực chiến cùng nhau, Zumela đã dần thân thiết hơn với Patrick. Kỳ học đầu tiên trong năm đã kết thúc nhường chỗ cho kỳ nghỉ dài ngày. Đa phần học viên đều trở về nhà, chỉ có một số ít người ở lại trường giống như Zumela và Patrick. Hàng ngày hai bọn họ đều chăm chỉ tập luyện kiếm pháp. Thứ mà Patrick giỏi còn Zumela thì cô lại chả có tí căn bản nào. Trong khi Zumela được tập kiếm thì Patrick ngày nào cũng phải tập bay vài vòng. Cậu bay nhiều tới mức đã quen với những tai nạn này. Việc tập kiếm giúp Zumela biết cách kiềm chế sức mạnh thể chất của bản thân bây giờ cô đã có thể dùng lực mà không làm miếng kim loại kia bị cong tuy nhiên thỉnh thoảng cô vẫn hơi quá tay buổi chiều là thời gian mọi người tự học trên lớp dạo gần đây Jumela đã được hội chị em chủ động bắt chuyện nhiều hơn họ tìm tới để nhờ cô giải đáp khúc mắc trong học tập mỗi lần được hỏi thăm như vậy Jumela đều rủ dê họ tới tập luyện để thăng cấp cùng mình cô sẵn sàng chia sẻ một vài bí kíp tà đạo của mình mà không biết đối phương vừa nghe đã sợ xanh mặt có một điều Jumela nhận ra khi tiếp xúc với Patrick đó là dường như cô đang thiếu kiến thức về mảng kỹ thuật chiến đấu và khả năng lãnh đạo Jumela cần những thứ đó để trở nên mạnh hơn nữa. Đó cũng là lý do cô vác xác tới thư viện ngày hôm nay. Nhưng không ngờ Jumela lại bắt gặp Alicia ở đây. Lúc này cô ấy đã không còn sợ Jumela như trước. Thay vào đó Alicia chủ động bước tới mong được Jumela giúp đỡ. Chuyện là thuộc tính quang là thuộc tính hiếm có trong vương quốc. Nhưng Alicia chẳng hiểu gì về nó cả. Thậm chí đến cả các thầy cô trong học viện cũng bó tay chấm com khó khăn. Hơn nữa là chẳng có cuốn sách nào trong vương quốc nói về quang ma pháp cả bởi vì jumela cũng sở hữu một thuộc tính hiếm tương tự và cô sử dụng nó vô cùng thuần thục vậy nên alicia muốn nhờ cô chỉ dạy mình cách khai thác năng lực bản thân jumela tất nhiên không thể nói rằng tất cả là nhờ chơi game thay vào đó cô khuyên alicia hãy nhớ về những ký ức gợi nhớ đến ánh sáng cô lập tức hồi tưởng lại hình ảnh cùng bà ngồi dưới một bầu trời đầy sao alicia vốn có xuất thân từ thôn quê bầu trời đầy sao đó là thứ đặc biệt hơn cả mà cô nhớ đến có vẻ đến đây alicia đã vỡ lẽ ra nhiều điều sau khi cô rời đi, Jumela tiếp tục ở lại dùi mài kinh sử. khi thời điểm kỳ nghỉ hè kết thúc thì một giải đấu võ thuật đã được tổ chức để đánh dấu sự trở lại. giải đấu có hai hạng mục là kiếm pháp và ma pháp. hạng mục kiếm pháp được tổ chức với hình thức một với một cổ điển, trong khi hạng mục ma pháp sẽ là trình diễn tính điểm. Jumela không đăng ký tham gia vì không có hứng thú gia nhập quân đội, nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi cô nhận ra giải thưởng của người chiến thắng. nó là tấm bùa hộ mệnh tăng cường ma pháp hắc ám, một thứ hàng hiếm mà bấy lâu nay Jumela vẫn chưa thể sở hữu thế là cô nàng vội vã tìm đến thầy hiệu trưởng xin một sơ lót tham gia cuộc thi vì quá hào hứng nên Jumela quên mất một điều phần thưởng chiến thắng là do hiệu trưởng và bệ hạ quyết định thật ra họ cố tình dùng tấm bùa đó để dụ Jumela ra mặt dường như hoàng tộc đang cố gắng phô trương thứ vũ khí con người mà họ mới khám phá ra gần đây hạng mục kiếm pháp được triển khai đầu tiên Jumela cố tình ra lận trong lúc bốc thăm để tránh đi cùng nhánh với hai tên nhiều chuyện Az có vẻ vui với thứ tự bảng đấu này cậu ta tìm tới Jumela để khoe mẽ rằng mình đã đạt cấp 20 chỉ sau kỳ nghỉ hè nhưng khi nghe hiệp sĩ Adop xác nhận về cấp độ của Zumela, AZ mới thực sự tin rằng Zumela đã đạt tới cấp 99. Cậu ta muốn đánh bại Zumela trong cuộc thi này để tiến gần hơn tới mục đích của mình. Cuối cùng đã tới lượt Zumela ra sân, cô không muốn tước đi cơ hội thể hiện của đối thủ. Vì thế Zumela định sẽ kiềm chế sức mạnh tới khi anh ta phô diễn xong toàn bộ những gì mình có. Nào ngờ đối phương lại trực tiếp đầu hàng sau một hồi suy nghĩ. Zumela thẳng tiến vào chung kết mà chẳng tốn một giọt mồ hôi khi các đối thủ cứ thế lần lượt đầu hàng. Cô gặp lại thanh niên AZ ở trận chung kết. Cậu ta sử dụng thanh đại kiếm Chodo, thứ mà đáng ra đến cuối cốt truyện AZ mới được sở hữu. Chắc chắn AZ đã đi cửa sau trong kỳ hè này rồi. Tác dụng phụ khi sử dụng thanh kiếm hơn cấp độ là vấn đề thể lực. Zumela chỉ việc né đòn, AZ cứ thế tự tiêu tốn sức lực của bản thân, nhưng cô không thể cứ né đòn mãi mà cũng cần đóng góp để sự kiện lên đến cao trào. Zumela quyết định tiếp chiêu nhưng không may kiếm của cô quá cùi và bắt đầu có biểu hiện nứt gãy nếu cứ thế này, Jumela sẽ phải nhận thua và mất đi tấm bùa xịn sò kia. Thế là cô đành dùng tay không đấm gãy thanh đại kiếm của Az bằng tốc độ ánh sáng để không ai nhận ra sức mạnh thật của mình. Chiêu thức của cô khiến A đốt thêm một phen tái mặt. Trong thời gian nghỉ ngơi chờ hạng mục tiếp theo, thanh niên Otsga chủ động tìm tới Jumela. Cậu ta công nhận thực lực của cô và xin lỗi vì đã nghi ngờ Jumela trước đây. Tuy nhiên chuyện Otsga không ưa Jumela vẫn sẽ không thay đổi. Cậu ta muốn đánh bại cô trong cuộc thi lần này, đó là bước đệm để Otsga trở thành pháp sư vĩ đại nhất Vương quốc cậu ta tự tin như vậy cũng có cơ sở bởi lẽ hạng mục ma pháp không hề giống hạng mục kiếm pháp thí sinh cần phải cho thấy được sức mạnh lẫn thuộc tính và độ chính xác của mình ốt ga đã thuần thục cả bốn thuộc tính cơ bản nên cậu ta rất có ưu thế thanh niên này thực sự làm được đúng với những gì cậu ta flex không chỉ thuần thục sử dụng các nguyên tố ốt ga còn có thể xoay chuyển chúng tùy ý thậm chí cậu ta còn có thể kết hợp nước và lửa nhờ dòng chảy gió sen kẽ ở giữa độ chính xác tuyệt đối giúp ốt ga nhận về điểm số tối đa sau phần thi của mình Jumela phải công nhận cậu ta là thần đồng ở mảng này. Thí sinh cuối cùng ra sân chính là trùng cuối tóc đen Jumela. Vì không có kỹ thuật hoa mỹ nên cô quyết định sử dụng toàn bộ thực lực của bản thân. Biểu cảm hưng phấn của cô làm Patrick đang quan sát ở trên phải lùi một bước về sau. Cậu bạn biết rằng thứ xuất hiện sau đây sẽ cực kỳ khủng khiếp. Quả nhiên Patrick đã đúng, Jumela triệu hồi ra một hố đen còn to gấp đôi thứ lần trước cô dùng để chứng minh bản thân. Cô cũng phải tự cảm thán về vẻ đẹp của nó. Sau khi hố đen biến mất nó kéo theo hệ quả là một cơn bão nhỏ, nhưng đủ khiến hội trường hoang mang, du Mê La vẫn định trình diễn thêm thì vị giám khảo vội vàng chạy ra ngăn cô lại. Họ quyết định phá lệ cho ba 300 điểm để cô ngừng tay lại. Thế là cô giành chiến thắng tuyệt đối và được trao phần thường là chiếc vòng hắc ám. Còn hai thanh niên nhiều chuyện ở bên cai chỉ nhìn mà không dám ý kiến ý có gì. Hôm sau Zumela ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì cô chợt nhận ra hiện tại đang là khoảnh khắc giao thoa giữa mùa thu và đông. Điều này báo hiệu năm học đầu tiên của cô tại học viện sắp kết thúc. Theo như những gì Zumela cảm nhận được, kể từ sau khi cuộc thi võ thuật diễn ra các bạn học chỉ ngày càng sợ hãi và xa lánh mình. Đúng lúc này Patrick bất ngờ đi tới và bắt chuyện với cô. Cũng nhờ vậy mà Jumela nhanh chóng nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Đó là cô không thể nhớ nổi lần gần nhất mình nói chuyện với người khác là ai. Đúng lúc đó tên hoàng tử Edwin cũng đi đến để chất vấn Jumela. Được biết cậu ta đang truy tìm hung thủ trộm đồ đạc của Alicia. Rất may là Patrick đã lên tiếng nói đỡ và giúp cô thoát khỏi mớ bòng bong đó. Jumela bắt đầu suy luận về những khả năng có thể xảy ra. Theo như thông tin cô thu thập được, Alicia vốn là một thường dân nhưng luôn được các hoàng tử vây quanh nên rất nhiều người ghen tị. Do đó kẻ thù phải nói là nhiều vô số kể. Nếu Alicia cứ tiếp tục bị ức hiếp cũng như bắt nạt, khả năng cao cô phải nghỉ học và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thăng cấp. Chính vì vậy Jumela chẳng còn cách nào khác ngoài đích thân ra tay xử lý vấn đề. Chưa theo dõi được bao lâu thì kẻ thù ác đã dần được lộ diện. Một cô nàng tóc xanh bất chợt xuất hiện và có ý định lấy đồ trong ngăn bàn Alicia, còn Jumela cô đang dính chặt lưng mình với trần nhà và quan sát nhất cử nhất động của hung thủ nhưng không hiểu sao cô chưa làm gì mà nhỏ kia vừa nhìn thấy đã tỏ ra sợ phát khiếp nhỏ còn liên tục cầu xin cô đừng đấm mình và khai ra người đứng sau là elenoza nghe thấy thế Zumela đã nhanh chóng lên đường để đến gặp cô ta tất nhiên là cô ta liên tục từ chối lời cáo buộc từ thuộc hạ thấy vậy Zumela liền đe dọa nếu để edwin biết chuyện thì cô ta sẽ không được yên đâu thế là elenoza ngồi im thiên thít và lắng nghe trong lo sợ Jumela còn thản nhiên nói dối rằng Elenoza sẽ không thể đến với Edwin vì thân phận của cả hai là hoàn toàn khác biệt. Nhưng Elenoza đâu biết Edwin và Alicia sẽ cưới nhau ngay khi cô đánh bại được ma vương. Sau đó Jumela còn liên tục bốc phép sẽ ủng hộ Elenoza đến cùng. Thế là cô thành công lấy lòng Elenoza và hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn việc bắt nạt Alicia, đồng thời còn bảo vệ được cô bé tóc xanh an toàn. Sở dĩ cô hành động như vậy là vì đặt bản thân vào vị trí của nhỏ. Dưới những sự tác động từ cái gia đình của mình, cô ấy sẽ phải tuyệt vọng cầu xin và trở thành hầu cận số một dưới trướng Eleonora. Từ đó cô sẽ phải đảm nhận những việc mà chẳng ai muốn làm. Đợi sau khi bị phát hiện và đuổi khỏi hội, Jumela sẽ bắt đầu tăng cấp điên cuồng và tìm kiếm cơ hội trả thù. Nhưng hắc ma pháp lại yếu thế hơn so với quang ma pháp, để rồi chính Alicia sẽ là người kết liễu cô. Nhưng ở hiện tại cô đã có Patrick bên cạnh và được cậu giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Đó là điều mà trước đây Zumela còn chẳng dám nghĩ đến. Liên tiếp những ngày sau vụ việc lần đó, Elenoza đã tiếp cận và làm thân với Jumela vô số lần. Dù cho cô có dùng bất kỳ lý do nào để trốn tránh hay từ chối lời mời, kể cả lấy Edwin ra để đe dọa thì cô vẫn bị dẫn đi. Cả hai sau đó cùng nhau uống trà và thưởng thức bánh quy do chính tay Eleno ra làm. Jumela đã nhân cơ hội này để chê món ăn và bảo cô không phù hợp với bếp núc. Cô làm tất cả đều chỉ để Eleno ra ghét rồi nghỉ chơi với mình, nhưng trong cái rủi thường hay có cái xui vì những lời thật lòng này làm Eleno ra cảm thấy rất biết ơn và phấn khích cô còn tỏ ra niềm nở cũng như muốn được gần gũi cùng Jumela. Bằng những biểu hiện đầy ngây thơ của người con gái trước mặt, Jumela nhanh chóng phát hiện uẩn khúc ở bên trong vụ việc vừa rồi. Hỏi ra thì mới biết Elenoza đang bị kẻ khác thao túng tâm lý, hay nói đúng hơn là tiêm nhiễm những điều xấu vào trong đầu. Nhận biết được điểm yếu về tinh thần của bản thân, cô nàng còn kiên quyết hơn trong việc muốn Jumela trở thành bạn. Thế là Jumela đã chính thức bị lôi vào mớ bòng bong chỉ bởi sự bốc phét từ cái mồm liên tiếp những ngày sau đó eleno ra thậm chí còn trực tiếp xông vào nhà và thay đổi loại trà mà jumela hay dùng vì quyền hạn của eleno là quá lớn nên chẳng ai dám lên tiếng phản bác lời đề nghị từ phía của cô nghe Patrick nhắc đến buổi tiệc thì alicia đã nhanh chóng từ chối nhưng nó lại gắn liền với một sự kiện quan trọng của alicia trong trò chơi và đây cũng là cơ hội để jumela đảm bảo tất cả mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo chính vì vậy cô nhanh chóng thay đổi quyết định và sẽ ghé qua thăm thú đôi chút đúng lúc đó cả bọn lại bất chợt nhận được quà từ phía của vương phi nó là một bộ váy vô cùng tinh xảo cùng với những đường nét được cho chút kỹ càng thế là Jumela đã xuất hiện trong sự bất ngờ của tất cả mọi người ở khán phòng thậm chí ngay khi nhìn thấy thì patrick đã đứng hình mất vài giây đối mặt với ánh mắt đắm đuối từ cậu Jumela cảm thấy vô cùng e thẹn và có ý định sủi về nhà ngay luôn cho nóng vì alicia đã cùng edwin trốn ra ngoài nên dòng sự kiện vẫn sẽ được đảm bảo do đó Jumela cũng đạt được mục đích nên nhanh chóng quay lưng ra về đúng lúc này patrick bất chợt nắm tay và níu kéo cô ở lại Mặc dù có hơi cục xúc nhưng cậu thật sự muốn khiêu vũ cùng cô. Tận dụng level 99 của bản thân, cô chỉnh chu thực hiện từng động tác nhưng vẫn cứng đời như đá, thậm chí còn tỏ ra ghen tị với khả năng của chàng trai trước mặt mình. Nghe theo lời chỉ dẫn từ phía Patrick, Zumela bắt đầu thả lỏng cơ thể rồi khiêu vũ linh hoạt hơn rất nhiều. Đã thế thanh niên còn bất chợt khen Jumela rất xinh làm cô khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, nhưng tay của Zumela vẫn liên tục vã mồ hôi và chẳng có cách nào kiểm soát lại cả. Đúng lúc này bất chợt xuất hiện một thanh niên đến mời cô cùng khiêu vũ nhưng lại bị Jumela thẳng thừng đuổi đi và bảo chỉ hứng thú với người mạnh hơn mình. Patrick nghe xong thì tỏ ra rất lo lắng về khả năng hạn hẹp của bản thân. khuôn mặt cậu cũng dần tối sầm xuống và vô cùng khó coi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng thì kỳ nghỉ lễ cũng đến và Patrick nhanh chóng tiếp cận để gạ Jumela đi chơi. Nhưng đời thường không như là mơ. Cô từ chối trong chưa đầy nửa nốt nhạc vì bản thân đã có nơi cần đến. Cái kết anh Patrick liên tục tìm tới các hầm ngục để đánh quái và luyện tập kỹ năng. Cậu còn lặp đi lặp lại điều này trong liên tiếp nhiều ngày liền đến tận khi vào năm học mới thì nhanh chóng quay trở về để gặp Jumela. Cậu chứng kiến cô mang theo một quả trứng đen siêu to khổng lồ và gọi nó là con của mình. Ba Trích vừa nghe xong thì xịt keo cứng nhắc. Được biết trước khi vào kỳ nghỉ xuân đã có một bạn nữ tiếp cận để xin lời khuyên từ Jumela. Nhỏ đó tên là Jessica và được biết đến như một người bạn thân của Alicia trong trò chơi. Theo như lời cô gái, hiện tại có một con rồng đang trú ngụ ở bên trên ngọn núi. Mặc dù chưa cướp đi sinh mạng bất kỳ ai nhưng nó vẫn tàn phá rất dữ dội nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì thiệt hại mạng sống chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng binh lính ở địa phương lại không đủ sức hạ gục loài sinh vật đó đây là một tình tiết hoàn toàn bất ngờ và Jumela chẳng hề mong nó xảy ra tuy nhiên Jumela vẫn rất vui vẻ đồng ý yêu cầu và nhanh chóng lên đường giúp đỡ Jessica sở dĩ cô nàng lại mời Jumela là vì trong cô chẳng khác gì ma vương hay nói đúng hơn là sở hữu sức mạnh và sự đáng sợ giống hệt như tên sinh vật nguy hiểm đó nhưng cũng nhờ vậy mà cả nhà Jessica đều tin tưởng và đón tiếp Jumela rất nồng nhiệt Nam tước nhà Monfort nhanh chóng cho binh lính đưa Jumela vào rừng. Cô đang đi thì bất chợt đứng lại và sẵn sàng cho một trận giao tranh. Đúng như những gì cảm nhận được, con rồng rất nhanh đã xuất hiện rồi phun lửa tấn công cả nhóm. Nhưng Alicia chỉ cần nhẹ nhàng phất tay là tất cả đều tan biến vào hư không. Ngay sau đó lửa đen bắt đầu xuất hiện rồi bao phủ cơ thể Jumela. Cô triệu hồi ra một hố đen siêu to khổng lồ với sức hút vô cùng khủng khiếp. Thứ này nhanh chóng hấp thụ con rồng một cách hoàn toàn triệt để. Tuy nhiên ngọn núi không những tồn tại một mà đến tận hai con rồng nên nếu chỉ tập trung đánh con có thuộc tính hỏa thì tất cả đều sẽ bị quét sạch bởi một con rồng khác. Nó được thiết kế như sự kiện bẫy ở bên trong trò chơi. Zumela đưa tay về phía trước rồi triệu hồi vô số mũi tên hắc ám và đâm thẳng cơ thể rồng gió. Đòn đánh khiến con rồng chẳng trụ nổi quá 3 giây và hoàn toàn tan biến ngay tại chỗ. Tiếp theo Zumela bắt đầu tiến lên núi để thu thập trứng rồng. Đến khi cô quay trở về và kể hết mọi chuyện cho Patrick thì cậu đã tỏ ra rất kinh ngạc vì đây là một nhiệm vụ gần như rất khó. Theo như lời Jumeko đã được hiệu trưởng và quốc vương cho phép nuôi rồng trên lãnh thổ học viện. Trong game thì đây là quả trứng thuộc quyền sở hữu của Alicia, cô ấy đã truyền ma pháp và khiến nó sinh ra với thuộc tính quang làm chủ đạo. Từ đó có thể thấy toàn bộ sự kiện săn rồng đều là để cung cấp thú cưỡi cho các nhân vật. Với thứ này thì Jumele có thể chạy trốn khỏi vương quốc một cách rất dễ dàng. Ngoài ra loài rồng thường ấp trứng bằng cách sử dụng ma pháp để truyền và nuôi dưỡng đứa con. Càng nhận được nhiều ma lực thì rồng con sẽ càng có sức mạnh to lớn cuối cùng nó sẽ nhận người cung cấp sức mạnh nhiều nhất làm ba mẹ. Zumela đã liên tục thực hiện điều này xuyên suốt trong kỳ nghỉ vừa rồi. Chính vì vậy cô hoàn toàn có thể xem đây là đứa con đầu lòng của mình. Alicia bất chợt đi qua và tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Zumela. Đúng lúc đó quả trứng lại bất chợt xuất hiện động tĩnh lạ. Zumela thấy vậy liền cùng Patrick đưa nó quay trở về phòng. Cô rất háo hức và mong đợi cảnh tượng con vật sinh ra đời. Trong khi đó người giúp việc và anh bạn bên cạnh thì sợ đến toát mồ hôi hột cũng đúng thôi vì đây là một loài sinh vật thần thoại sở hữu sức mạnh rất đáng sợ chỉ cần lơ là một ly thôi là sẽ nhận đủ hết tất cả sát thương lúc này chú rồng nhanh chóng xuất hiện với làn da cùng đôi mắt tím lịm tìm sim nhưng trái ngược với phản ứng đầy sợ hãi của những người xung quanh du la lại cho rằng con của mình vô cùng đáng yêu cô liền đặt tên cho nó là diu để đáp lại điều đó thì con rồng bắt đầu biểu diễn bằng hơi thở của và cặp mắt bắn laser patrick cùng di ta sợ đến phát khiếp nên lập tức bỏ của chạy lấy người cả hai sau đó đã đánh một sức ngon lành cành đào đến tận sáng Zita vừa quay trở lại đã kinh hồn bạt vía vì sự phát triển siêu ảo ma bình dương của con vật. Mới sinh ra hôm trước mà hôm nay đã to bằng hai người gộp lại rồi. Ngay sau đó cô bắt đầu đưa con rồng rời khỏi phòng trong sự chứng kiến của rất nhiều bạn học. Nhưng hầu hết mọi người đều tỏ ra sợ hãi và la hét om sòm. Thậm chí khi con rồng tiếp cận mình thì ai nấy đều bỏ chạy tán loạn. Như thói quen của những người bạn đồng loại khác, Jiu thể hiện sự thân thiện của mình bằng cách há mồm thật to và ngoạm lấy phần trên cơ thể Patrick. Thanh niên lần đầu được trải qua cảm giác mạnh thì sợ đáo để. Đúng lúc đó tên hoàng tử Edwin lại bất ngờ xuất hiện và chất vấn Jumela. Cái kết là hắn ta xém bị nhai đầu làm Alicia đi cùng sợ đến mất mật. Trước khi đi còn không quên buông lời cảnh cáo với Jumela, nhưng cô lại cho rằng bọn này chẳng thích động vật nên không mấy để tâm. Đúng lúc đó Elena ra bất chợt tiến tới và bày tỏ niềm yêu thích với ju cũng giống như những người khác, cô cũng nhanh chóng bị ngoạn đầu. Không nhưng thế còn được ju bonus thêm cả đống nước bọt lên trên người. Chiều hôm đó Patrick đang định tỏ tình thì Jumela cũng có việc muốn nói. Cô muốn được đi bay nên ngay sau đó cả hai đã có mặt tại chuồng rồng. Con rồng hiện tại cũng sở hữu cho mình một chiếc nhẫn chứng minh thân phận, điều này sẽ giúp nó không bị nhầm lẫn với những con rồng khác. Zumela nhanh chóng leo lên lưng rồng con rồi bay lượn khắp nơi. Tuy nhiên ngay khi nó thực hiện động tác lộn vòng thì cô đã văng khỏi vị trí và bắt đầu rơi tự do. Để tránh việc thị trấn bị thiệt hại nặng nề, Zumela nhanh chóng bắn ma pháp khiến bản thân văng đến cạnh chuồng rồng. Tuy nhiên vụ rơi đã tạo ra một cái hố siêu to khổng lồ ở ngay dưới mặt đất. Patrick thấy vậy lo lắng chạy đến và bế cô lên. Thanh niên đang định đưa Alicia tới phòng y tế để kiểm tra sức khỏe, nhưng thanh niên đâu nhớ cô có thể tự chữa trị cho mình. Để chữa quê, thanh niên dặn cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Nhỏ cũng ừ cho qua chuyện rồi đi tới thị trấn để mua một số đồ cho thú cưng của mình. Tại đây, một tên gián điệp của Vương quốc Zemlet tên Laylord đã tiếp cận và đề nghị được nói chuyện với Jumela. Được biết Vương quốc Zemlet là hàng xóm của Vương quốc Vanchin. nó gần với lãnh địa Adba và là nơi gia đình Patrick sinh sống. Tuy nhiên hai bên lại không được hòa thuận cho lắm. Chính vì vì vậy Zumela đã tỏ ra rất cảnh giác và gọi món có thể chế biến nhanh nhất để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra cô còn lấy lý do không thể về quá muộn vì vi phạm lệnh giới nghiêm. La lớt nghe vậy thì vào thẳng vấn đề luôn. Cậu ta đã đóng quân ở nơi này trong một khoảng thời gian khá dài và cũng biết đến Zumela kể từ lúc cô đăng ký học viện. Cậu cũng cảm thấy việc lôi kéo Zumela là hoàn toàn bất khả thi. Cũng đúng thôi, nhỏ này chẳng những không quan tâm đến địa vị hay tiền bạc mà còn mạnh vãi cả trưởng. Chính vì điều này nên việc lôi kéo gần như là không thể xảy ra. Cơ mà đời chẳng như mơ, sau sự việc Zumela có được con rồng thì Lylos không thể ngồi im được nữa. Họ đã ra lệnh cho cậu tiếp cận và thuyết phục Zumela, đây cũng là lý do khiến cậu có mặt ở đây. Lylos đã biết trước câu trả lời của Zumema nên chuyển chủ đề khác. Cậu cảm thấy khá tò mò về lý do khiến Zumela ở lại vương quốc này, một vương quốc có sự phân biệt đối xử rất nặng nề với những người sở hữu màu tóc đen. Không những vậy nếu Ma Vương thật sự tấn công, chắc chắn chỗ đó không phải đâu xa mà chính là nơi đây. Cùng lúc đấy binh lính của Vương quốc cũng đã có mặt và đang xông vào chỗ hai người. Zumela thấy vậy liền lên tiếng cảnh báo và giúp Lai lớt chạy trốn. Điều này khiến cô cậu khá bất ngờ cũng như vô cùng biết ơn Zumela. Sau chuyến đi lần này Alicia nhận được khá nhiều thông tin hữu ích về cuộc chiến với Ma Vương. Tuy nhiên cô lại chẳng muốn rời đi vì mớ tình cảm mà bản thân dành cho Patrick, nó khiến Zumela không thể trở thành kẻ thù của cậu ta được. Ngay khi quay trở lại và hẹn gặp Patrick, cô đã bày tỏ việc bản thân muốn làm bạn cùng với cậu. Trái ngược với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jumela, Patrick nhẹ nhàng cho rằng cả hai đã là bạn từ rất lâu rồi. Cậu còn khẳng định bản thân sẽ không bao giờ lợi dụng Jumela. Cho dù cô có yếu hay mạnh thì cậu vẫn sẽ mãi ở bên. Sáng ngày hôm sau, nhà trường đã bắt đầu dán thông báo về kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ. Đúng như dự đoán, Jumela và Patrick vẫn sừng sững đứng ở top đầu. Đúng lúc đó, Eleanor ra bất ngờ chạy đến rồi tiếp cận cả hai. Sau khi hẹn được Jumela về phòng riêng của mình, cô ta đã tiết lộ việc bản thân thi rớt và cần được giúp đỡ vượt qua bài thi lại. Zumela chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu. Tuy nhiên sau hơn 108 phút truyền dạy kiến thức, Zumela phát hiện cô gái này thật sự chẳng hề thích hợp với việc học hành. Ấy vậy mà Eleonora lại nhớ tất tần tật về những gì liên quan đến hoàng tử Edwin. Ngoài ra lượng kiến thức về trà và nước hoa của nhỏ cũng vô cùng ấn tượng. Tận dụng điều đó, Zumela đã liên kết mọi thứ đến hoàng tử Edwin cùng những sở thích của Eleonora. Điều này giúp cô ta có thể ghi nhớ kiến thức một cách vô cùng hiệu quả. Đợi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Jumela, Patrick đã quay trở lại hang động để phang quái tăng level. Ngay lúc vừa nhìn nhìn thấy, cậu con yêu tinh da xanh có cánh đã lập tức bay đến mở màn combat cực hằng. Cơ mà cũng chẳng được quá lâu vì nó đã bị Patrick tặng một chém rồi tiễn lên thiên đường luôn. Sau đó cậu tiếp tục xông đến và tiêu diệt cả đàn. Lúc này, cậu vừa combat vừa suy nghĩ tới cái ngu của bản thân. Cậu không hiểu vì sao lại phải lòng một đứa vừa lập dị lại vừa có tư duy oái âm như vậy. Hơn nữa cậu chẳng thể đạt được level 99 giống như Jumela được kết thúc buổi đấu luyện và quay trở lại cung điện patrick bất ngờ gặp jumela đã chờ sẵn ở đây cô nghi ngờ cậu có bạn gái và liên tục ra ngoài là để đi chơi cùng cô ta thanh niên nghe thì xịt keo cứng nhắc rất may cậu vẫn đủ tỉnh táo để bác bỏ thông tin siêu ảo ma này jumela nghe xong cũng nhanh chóng đưa jiu về nhà mặc dù biết đây chỉ là một thế giới trò chơi nhưng jumela không thể phủ nhận bản thân đã phải lòng patrick và cô thật sự rất hạnh phúc khi cậu ta nói mình không có bạn gái vừa nói cô vừa thả lỏng bản thân rơi xuống dưới khu rừng chiều hôm đó hoàng tử edwin đã nhờ patrick sắp xếp một cuộc gặp cùng với jumela cậu ta muốn xin lỗi cô ấy về những rắc rối mà bản thân gây ra edwin đã nhận thức được sự nghi ngờ và áp đặt vô nghĩa của bản thân tuy nhiên vì không muốn mất mặt với bạn bè nên cậu chẳng bao giờ chịu thừa nhận sai lầm rất may patrick đã xuất hiện kịp thời và giúp cậu hiểu ra nhiều thứ jumela nghe xong cũng nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi cô hiểu rất rõ lứa tuổi này và sẵn sàng bỏ qua những bồng bột từ phía edwin ngay sau buổi nói chuyện đó jumela lại tiếp tục có một cuộc gặp gỡ với thầy giáo chủ nhiệm Ông cho biết tất cả thành viên nhóm Edwin đều đang thăng cấp rất nhiệt tình, duy chỉ có Alicia là dậm chân tại chỗ, vì lo sợ bản thân kết liễu ma vương và bị ép cưới hoàng tử, Zumela nhanh chóng tiếp cận để ngỏ ý giúp đỡ cô nàng, nhưng vừa nhìn thấy Zumela cô đã rất hoảng sợ và bỏ trốn ngay lập tức. Thế là chuyện gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Hôm sau khi đến với lớp học, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về việc Alicia mất tích. Nhóm hoàng tử cũng hốt hoảng đi hỏi tình hình. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc Mê và Jiu đã nhanh chóng lên đường để tiến hành tìm kiếm. Cả hai thành công bắt gặp Alicia trong tình trạng bản thân chẳng nhớ gì về những việc đã làm. Sau khi nghe Jumela trình bày rõ mọi thứ, Alicia chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận suy nghĩ của bản thân. Chả là cô không thể tiếp tục giữ chân Edwin và đồng đội được nữa, do đó đã cảm thấy hứng thú với hầm ngục cũng như chuyện thăng cấp. Tuy nhiên mọi sự việc diễn ra vẫn là do cơ thể tự hành động, thậm chí điều kỳ lạ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở khoảng thời gian trước đây. Alicia liên tục thực hiện những chuyện mà bản thân chẳng hề ngờ được trong vô thức, từ gia nhập học viện, trình diễn nhật vũ cho đến việc kéo Edwin ra ngoài và tự ý bỏ đi một mình. Jumela nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề, nếu đúng theo những giả thuyết do bản thân đưa ra, Jumela có thể khẳng định tất cả mọi chuyện đều cần thiết để tiến triển cốt truyện. Về những thứ như Alicia vừa kể, về cơ bản thì cô đang hành động theo những gì mà trò chơi buộc phải làm. Tuy nhiên Jumela đã chẳng hề chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện này. Cô nói dối rằng vì Alicia căng thẳng quá nên cơ thể mới tự ý hành động. Nhưng chính điều đó đã giúp Alicia tăng tiến và biết thêm nhiều câu thần chú mới lạ. Cuộc nói chuyện giúp tâm lý cô tốt lên rất nhiều. Tận dụng thời cơ ngàn năm có một Jumela nhanh chóng gạ Alicia đi chinh phục hầm ngục để kiếm chát ít tài nguyên. Ngoài ra để chiếm lấy lòng tin và thuyết phục Alicia, Zumela còn đưa ra một tấm bùa bảo vệ mà bản thân chưa dùng. Cơ mà đem cái mặt đầy nguy hiểm này đi thuyết phục người khác thì cũng ảo thật đấy. Tuy nhiên cả hai người vừa đến nơi thì lập tức bị binh lính chặn đường. Zumela liền ra lệnh cho Ji-u đuổi cổ tất cả đi, sau đó cùng Alicia từ từ tiến vào trong hầm ngục, mở màn chào đón bọn họ chính là đám rơi và côn trùng có thuộc tính bóng tối. Tuy chúng khá đông nhưng được cái rất dễ bị tiêu diệt, chính vì vậy Zumela đã để cho Alicia tự mình xử lý. Tuy nhiên cô ấy lại vô cùng hoảng sợ và liên tục gào thét kêu tên bà, mồm thì kêu liên tục nhưng vẫn đều đặn bắn phép để bảo vệ chính mình. Tận dụng lợi thế tương khắc thuộc tính mà bản thân đang có, Alicia rất nhanh đã vượt qua thử thách đầu tiên và đến với đám quái da xanh. Hai con goblin có cánh vừa xuất hiện đã lập tức lao lên tấn công cô. Thấy vậy Alicia liền đưa hai tay về trước để triệu hồi cầu ma pháp, sau đó chỉ ra duy nhất một đòn đã thành công kết liễu quái vật. Theo thông tin được biết, quái thú Alicia cần đối đầu sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Điều này tạo ra một cảm giác hồi hộp và hứng thú khi chinh phục hầm ngục. Cả hai vừa nói dứt câu thì đám xương khô cũng bắt đầu xuất hiện. Hết cách Zuma chỉ đành bắn phép để giúp đỡ bạn đồng hành. Thế nhưng Alicia bất giác giật mình khi nghe nói nơi này có đến 50 tầng. Ngoài ra lũ ma thú khác thuộc tính bóng tối cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Điều đó buộc Alicia phải xác định điểm yếu và kỹ năng để đánh bại quái vật. Vào lúc chuẩn bị đấm nhau với hai chú gà siêu to khổng lồ, một con trong đó đã đánh lén Zumela và bị cô cho một đá rui ngay tại chỗ. Còn ở phía bên này Alicia nhắm hết mắt mũi dồn mana vào tay để tạo ra hai quả cầu ánh sáng. Tiếp theo cô ném thẳng rồi tiêu diệt quái vật. Sau khi hạ được con quái, chính bản thân cô còn không tin vào những gì vừa xảy ra. Theo như lời Zumela, Alicia đã lên cấp và nhận được khả năng sử dụng ma pháp mới từ trò chơi. Tiếp theo cả hai người tiếp tục di chuyển vào sâu trong hang động. Mặc dù liên tục la hét hoảng loạn nhưng Alicia vẫn quét sạch tất cả quái thú trên đường đi. Đây cũng chính là thứ niềm vui mà bản thân Jumela đã không được nếm trải. Đơn giản vì cô quá bá đạo nên chẳng còn đối thủ. Đúng vào lúc này Alicia bất chợt dính bẫy và rơi xuống một hố sâu. Dưới đó còn có quái vật chờ sẵn nhưng nó đã nhanh chóng bị cô tiêu diệt. Tuy nhiên cú ngã vừa rồi đã khiến Alicia bị thương ở tay hết cách Zuma chỉ đành ra tay chữa trị, nhưng phép cô dùng lại là kết nối từng tế bào trở lại nên trông rất tẩm lộng. Sau bao nhiêu cố gắng và thử thách cả hai người cuối cùng cũng đến được hang bót và đối đầu với một con quỷ. Lợi dụng kích thước cơ thể của mình, nó giơ búa chém thẳng về phía Alicia. Do quá bất ngờ nên cô chỉ đành nhảy sang một bên để tránh đòn. Không chần chừ được nữa Alicia sử dụng ma pháp nhật vũ. Tuy nhiên đây lại không phải là một câu thần chú dạng tấn công. Cái kết con quái chẳng bị thương miếng nào mà bình chân như vậy. Thậm chí nó còn phun khói đen phản đam cực gắt đòn đánh khiến Alicia bay thẳng vào vách tường và gặp chấn thương rất nặng. Zumela thấy thế liền lao lên trước đấm vỡ mùng con bót, sau đó đến xem xét tình hình cho cô bạn của mình. Đúng lúc này tấm bùa bất chợt phát sáng và xuất hiện vô số vết nứt, nó đã cứu Alicia một mạng. Tuy nhiên chiếc bùa này cũng chỉ dùng được đúng một lần. Cả hai tiến tới mở hòm phần thưởng và nhận được nguyên xét bùa hộ mệnh. Vì thấy có nhiều bùa hộ mệnh nên Alicia lại bị Zumela ép buộc tiếp tục chinh phục hầm ngục. Mặc dù rất sợ nhưng cô cũng chỉ còn cách làm theo yêu cầu song song với nó còn có những lợi ích vô cùng to lớn. Cấp độ của Alicia tăng lên một cách chóng mặt và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cô ấy còn đem về khả năng sử dụng rất nhiều thần chú mới, nhưng tốc độ lên cấp của nhỏ thật sự quá khủng khiếp. Zumela cho rằng điều này là do cốt truyện của trò chơi thúc đẩy. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại việc đánh bót, cả hai đã nhận được một thanh kiếm khủng mang thuộc tính hắc ám vô cùng đậm đặc. Vì Alicia sở hữu thuộc tính ánh sáng nên nó đã về tay của Zumela. Ngoài ra cô còn lấy được cho Patrick một cây thương có sức mạnh gió xịn sò cuối cùng ở lần tiếp cận quái hầm ngục này alicia đã thành công tạo lá chắn ánh sáng để chống đỡ hơi thở quỷ từ con boss. tiếp theo cô từ từ bay lên trên cao và bắt chéo hai tay thành chữ xích sau đó tập trung quang ma pháp vào chúng rồi chém thật mạnh về phía quái vật cái kết nó bốc hơi trong chưa đầy nửa nốt nhạc để đền đáp cho những cố gắng từ alicia hầm ngục đã mang đến một món quà là cây kiếm có thuộc tính ánh sáng dự báo đây sẽ là vũ khí rất lợi hại trong trận chiến cùng với ma vương mặc dù nhỏ bạn đi còn không vững nhưng Zumela vẫn lên tiếng rủ đến chỗ hắn ta đã thế còn dùng lý do bản năng lê vô 99 mách bảo nữa chứ. Cái kết Alicia phải vừa hét thất thanh vừa ngồi trên lưng rồng và lơ lửng giữa không trung. Cơ mà đời thường chẳng như mơ, cả hai đang tự do trên trời thì bất chợt xuất hiện một cơn bão. Nó trực tiếp thổi bay và đánh văng Alicia xuống bên dưới cánh rừng. Rất may là Ziu đã nhanh chóng đuổi theo rồi thành công cứu lấy cô. Tuy nhiên dù đã bay rất lâu nhưng bọn họ vẫn chưa thể đến được hang ổ ma vương. Đã vậy còn liên tục bay qua bay lại tại một chỗ nữa chứ. Điều này cho thấy chỉ có thể tìm thấy hắn ta vào thời điểm thật sự thích hợp. Zumela quyết định ra về nhưng Alicia lại bị rơi lần nữa và để thuận tiện cho chuyến hành trình tiếp theo Ju đã ngậm cô ở mồm rồi bay thẳng về kinh đô. Nhóm hoàng tử vừa nhìn thấy cả hai thì tỏ ra rất vui mừng. Bọn họ còn liên tục cảm ơn rối rít về chiến tích mà Alicia tạo ra. Sáng ngày hôm sau Alicia đã ra sân và biểu diễn một chút về sức mạnh mới của bản thân. Ba thằng kia thấy vậy thì liền lao vào luyện tập một cách điên cuồng. Theo như lời du mê la cướp độ của Alicia hiện tại đang rơi vào khoảng từ cấp 50 đổ lên. Tuy nhiên vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại ma vương. Ngoài ra càng lên cao thì việc tiến cấp sẽ càng trở nên rất khó khăn. Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc mà tất cả đều đã bước vào nửa năm hai tại học viện. Alicia còn dùng những viên đá phép kiếm được để đổi lấy ma cụ cho riêng mình. Đồng thời cô cũng đang dần vượt qua giới hạn của bản thân. Từ đó lấy đà tiến lên những cấp bậc sức mạnh mới. Cô vừa nghĩ vừa nhìn thẳng về phía ma nơ canh trước mặt. Sau đó khuỵu gối lấy đà và bật nhảy lên trên cao. Tiếp theo Alicia lia gậy về sau rồi dùng hết sức và chém ra một lưỡi gươm ánh sáng siêu to. Cùng lúc này các anh chàng trong team cũng đang có một trận combat vô cùng nảy lửa. Trong khi hoàng tử Edwin đang đọ tay cùng với William thì Osga đã dùng ma pháp tạo băng rồi hướng thẳng về phía màn giao tranh. Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần Edwin bắt đầu truyền hỏa ma pháp vào thanh kiếm, rồi chém mạnh ngay giữa không gian. Đòn đánh khiến tất cả phép thuật đều tan biến và đưa hai bên về thế cân bằng đồng thời nó cũng cho thấy rằng cả đội đang tăng cấp khá ổn định trên đường quay trở về chỗ nghỉ ngơi một người tự xưng đến từ nhóm phát triển ma cụ vương đô bỗng xuất hiện và tiếp cận Jumela. ông ta muốn nhờ cô hỗ trợ thí nghiệm của mình sau khi cả hai đi đến phòng học người đàn ông này bắt đầu đem ra cặp còng tay với những họa tiết rất bắt mắt theo như lời hắn ta đây là mẫu vòng phong ấn ma thuật loại mới và muốn Jumela giải tỏa sức mạnh của bản thân để thử nghiệm cô nghe xong thì bắt đầu tập trung giải phóng ma thuật thật bất ngờ khi tất cả đều hoàn toàn bị hấp thụ rồi tiêu biến vào hư vô đúng ngay lúc này tên kia mới bắt đầu lộ bản chất và lên tiếng gọi đàn em. thế nhưng Jumela chỉ cần dùng ít sức đã trực tiếp làm đứt đôi chiếc còng, sau đó lấy tay trần tự giải thoát cho chính bản thân mình. cái kết là cả tên cầm đầu cùng đám đàn em đều bị bắt. cũng đúng thôi, Alicia ngoài ma pháp thì còn có thể đạt đến cấp độ 99. tuy nhiên vụ việc cho thấy có học sinh trong trường đã dẫn họ đến đây. do đó Jumela phải thật sự cảnh giác và bảo vệ mạng sống của chính bản thân. suy cho cùng xung quanh cô đâu đâu cũng toàn là kẻ thù nguy hiểm. đúng như dự đoán ngay buổi tối của ngày hôm đó, Jumela lại tiếp tục bị ám sát và lần này là một tay cận chiến lão làng. Nhưng hắn ta chẳng thể ngờ được con dao đã lập tức bị cong ngay khi chạm vào cơ thể Jumela. Cô nhanh chóng tìm đến Patrick để cảnh báo cậu, thậm chí còn khuyên cậu tránh xa mình nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuy nhiên cậu thật sự cảm thấy lo lắng cho tính mạng lẫn cảm xúc của cô. Nhưng Jumela chỉ thấy rằng nó giống như cảm giác chiến đấu với ma thú hai bên sẽ lên cùng thuyền và đứng trên số phận hoặc là bị giết hoặc là giết. Ba Trích nghe xong thì ngờ nghịch ngu ngơ luôn tại chỗ đúng ngay lúc đó bất chợt xuất hiện một cơn mưa tên bay thẳng về phía của hai người. Jumela lập tức chụp hết tất cả và tiếp cận bắt hung thủ, lần này thì cô đã thật sự tức giận vì lo lắng cho an nguy của bạn mình. Sau đó Jumela xuống phố để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, tại đây Jumela vô tình bắt gặp một cậu nhóc bị kỳ thị bởi màu tóc đen. Cô lập tức tiếp cận để chia sẻ về những kinh nghiệm mà bản thân trải qua. Trước đây cô cũng từng không đủ can đảm và gần như bỏ cuộc khi cố tiếp cận người khác. Tuy nhiên, Jumela nhận ra nếu thật sự cố gắng thì sẽ chẳng hề mất quá nhiều thời gian. Nhỏ chưa kịp nói dứt câu thì một toán cướp bất ngờ xuất hiện. Jumela thấy vậy liền lập tức đưa cậu nhóc đến chỗ bạn bè của mình. Sau đó dùng ma pháp tạo ra vô số bàn tay hắc ám để bắt lấy tất cả. Tiếp theo cô trực tiếp đưa cả băng vào một con hẻm tối đen như mực. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không biết các bạn ạ. À. Thậm chí ngay cả trà cô hay dùng thường ngày cũng bị Zita hạ độc thủ. Theo như những thông tin được biết đám người bí ẩn đã ra tay bắt em gái và trực tiếp đẩy nhỏ vào đường cùng. Ngoài ra chính Zita cũng là người dẫn sát thủ vào bên trong học viện. Thực ra cha Jumela là bá tước Docknet đã chủ mưu và đứng sau mọi chuyện. Còn về em gái Zita vì cô bé làm việc ở Vương Đô nên hiện tại đang gặp nguy hiểm. Cả hai sau đó đã cùng cưỡi Ziu di chuyển đến biệt phủ của gia đình Docknet. Tại đây bọn họ thành công gặp được ra là em gái của Zita. Jumela cũng nhanh chóng tiết lộ mọi thông tin cho cô bé. Tuy nhiên Jumela chẳng hề có ý định trừng phạt hay ra tay với bất kỳ ai trong hai chị em. Điều này khiến người hầu của nhỏ rất xúc động thậm chí là tự nguyện lập lời thề trung thành đến suốt đời. Ngay sau đó Zumela đã di chuyển tới phòng và gặp mặt bố mẹ của mình, bọn họ thậm chí còn không nhận ra và lên tiếng hỏi nhỏ là ai. Để đáp lại tất cả những sự thật phũ phàng này, Zumela bình thản gửi lời chào rồi nói ra toàn bộ âm mưu của cha mẹ ruột từ lợi dụng cho một cuộc hôn nhân chính trị đến ra tay kết liễu con gái. Nhưng thực ra thì cả hai đang hiểu lầm Zumela phản bội bọn họ. Được biết vương quốc chuẩn bị quân đội cho cuộc chiến tranh chống lại ma vương. Còn những kẻ cực đoan thì nhầm lẫn là nhà vua chuẩn bị có một cuộc giao chiến với nước khác bọn họ lo sợ cuộc điều quân sẽ gián tiếp trao quyền về tay của quốc vương ngoài ra đức vua cũng tỏ ra hài lòng với những biểu hiện của jumela do đó rất dễ hiểu khi ông bà bá tước nghĩ xấu về đứa con gái ruột của mình jumela đã cố gắng giải thích nhưng cả hai vẫn không chịu hiểu bọn họ chỉ một mực muốn thu thuế và sống cuộc đời sung sướng tại vương đô jumela hết cách nên chỉ đành ép ông già giao lại vị trí rồi cô từ từ đưa tay về trước và bắt đầu triệu hồi hố đen nó xuất hiện rồi dần lớn lên và trực chờ nuốt chừng tất cả đối diện với lưỡi hái tử thần kề trên cổ tên bá tước chỉ có thể bất lực tuân theo và cầu xin được sống tiếp sau đó cô nhanh chóng thông báo tin này đến nhà vua Jumela rất muốn hiện thực hóa ước mơ xóa bỏ phân biệt đối xử với những người người có tóc màu đen cách tốt nhất để làm được điều này là hành động từ một vị trí dễ nhìn nhận vấn đề trải qua biến cố với đầy tính bất ngờ Jumela đã có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ trong bản thân cô thật sự chẳng hề sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai bằng chứng cụ thể là Jumela đã tha mạng và bỏ qua cho những tên sát thủ sở dĩ cô quyết tâm trở thành bá tước là để xóa bỏ những trường hợp như cậu bé trước kia. Hình ảnh này đã thôi thúc Jumela phải thay đổi cách nhìn nhận từ phía xã hội. Ba Trích nghe xong liền tự nguyện giúp đỡ hết mình, vì cô không có quá nhiều kiến thức về thế giới mà bản bản thân đang sống, do đó rất cần một người ở bên cạnh để hướng dẫn cho mình. Ngoài ra Jumela cũng phải dần nghĩ đến một nhân vật thích hợp để kế vị. Ba Trích nghe xong thì nhanh chóng liên tưởng tới căn nhà và những đứa trẻ. Cơ mà đời không như là mơ, Jumela lại mở mồm lên tiếng đòi nhận cậu làm con nuôi. Vào buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập vương quốc, nhà vua đã nhân cơ hội đó để thông báo sự trở lại của ma vương ông còn chắc nịch khẳng định về sự xâm lược của hắn ta và đội quân ma thú. Ngoài ra Zumela cũng đồng ý tham gia vào lực lượng kháng chiến chống ma vương, cô nghĩ điều này sẽ góp phần làm giảm bớt sự phân biệt đối xử với những người tóc đen. Vào buổi tối của ngày hôm đó Patrick đã tiết lộ bí mật về việc bản thân đạt đến cấp độ 60, thậm chí nó còn ngang bằng với cả chỉ huy tối cao trong chiến dịch lịch sử sắp tới. Đồng thời cậu còn cho biết về lý do mà bản thân cố gắng đến như vậy đó là vì cậu muốn đủ mạnh để được ở bên cạnh Jumela. Chuyện gì nên đến thì cuối cùng cũng sẽ đến dưới màn bắn pháo hoa đầy lộng lẫy trên bầu trời đế đô, hai người đã đắm đuối trao cho đối phương một nụ hôn nồng cháy. Vào buổi khai giảng ở đầu năm học mới, cuộc xâm lược của quân đội ma thú dưới trướng Ma Vương đã chính thức được xác nhận. Tất cả học sinh ưu tú tại học viện đều được cho gia nhập vào quân đội, còn Jumela và nhóm Alicia thì trở thành lực lượng tiên phong chinh phạt thành trì của chúa quỷ. Hiện tại một đội quân ma thú đang trên đường tiến đến và tiếp cận vương quốc cùng lúc đó thì lực lượng liên minh giữa nhà vua và các quý tộc cũng xuất binh ngăn cản tất nhiên người dẫn đầu bọn họ chính là adon còn về đội trinh phạt của jumela tất cả đang cùng cưỡi diu để tiếp cận lâu đài ma vương nơi mà jumela không thể đến trước đó vì hạn chế từ trò chơi trước trận chiến đầy căng não lần này patrick đã hẹn gặp riêng jumela và trao tặng cô sợi dây chuyền bảo hộ cô nhận quà từ cờ rút rồi băng băng tiến vào trận combat với ma vương vô số con người và ma thú đã lao vào nhau để giao tranh quyết liệt vì trên lực, lực lượng quá lớn nên phe nhân loại nhanh chóng rơi vào yếu thế Pa Trích thấy vậy liền kêu tất cả lùi về sau rồi bắt đầu niệm phép. Một bức tường đất cũng nhanh chóng được dựng lên, nó cao chọc trời và hoàn toàn đủ khả năng che chắn cho quân đội. Nhưng điều không may đã bất chợt xảy đến với tất cả. Và đúng ngay giây phút căng thẳng nhất, một con hắc long siêu to khổng lồ đã xuất hiện và chuẩn bị cho đợt tấn công. Vẫn lại là anh chàng ba Trích nhà ta, cậu cầm thương rồi trực tiếp lao về phía trước, sau đó bật nhảy thật cao lên bên trên rồi phang xuyên đầu quái vật. Cứ như thế mà con rồng được tiễn thẳng về với đất mẹ. Quay lại nhóm Alicia bọn họ phụ thuộc rất nhiều vào thuộc tính quang ma pháp từ cô. Cơ mà Jumela tự nhiên lại hỏi cô thích thằng nào nhất trong ba thằng, thế là bị cả đám tổng xỉ vả cho một trận vì tội vô duyên. Ngay sau đó Jumela ra lệnh cho Ziu quay trở về hỗ trợ Patrick, sở dĩ như vậy là do nó cũng thuộc tốt ma thú nên rất dễ bị ma vương chiếm đoạt và kiểm soát. Trên đường di chuyển đến chỗ trú ẩn của hắn ta Alicia chân thành gửi lời cảm ơn tới Jumela, cô đã giúp đỡ nhỏ rất nhiều nhưng lại chưa tìm được cơ hội để cảm ơn tuy nhiên alicia đâu biết được jumela đang rất mong chờ việc cô đánh bại tên ác quỷ và kết hôn cùng hoàng tử vậy ai mới là người nên cảm ơn đối phương trước đây ảo ma thật đấy theo như lời edwin khu vực này từng là một phần của lãnh địa khá lớn tất nhiên chưa ai có đủ khả năng vào được đây trong một khoảng thời gian rất dài hay có thể nói cách khác là từng có quý tộc sinh sống ở chỗ này nhưng kỳ lạ là không có bất cứ đề cập nào đến họ trong bản ghi hoàng gia thậm chí cậu còn từng tìm kiếm rất nhiều bản thảo cũ và hồ sơ từ khắp nơi trong vương quốc cơ mà lại chẳng thể suy ra bất kỳ manh mối nào về ma vương. cả nhóm đi được hồi lâu thì đến trước một cánh cửa siêu to khổng lồ. bọn họ bước vào trong và bắt gặp một hố nước chứa lượng ma lực cực kỳ nồng đậm. tiếp theo có vô số bong bóng nổi lên rồi đâm thẳng vào chính giữa cả đội. rất may, zumela đã kịp mang theo Edwin và bật cao tránh đòn. đúng lúc đó, ma vương xuất hiện ở góc phòng rồi cất tiếng cười thật to. hắn ta nghiêng gậy phép sang phải một góc bốn năm độ và kích hoạt cấm chế. zumela thấy bạn bè đau đớn liền dùng hắc hỏa phá hủy lớp bong bóng bên ngoài. Ngay khi được giải cứu và quay trở lại chiến trường, ba người kia lập tức thi triển sức mạnh để dồn đam ma vương từ ánh sáng lốc xoáy cho đến đất. Tuy nhiên lại chẳng hề si nhê và ảnh hưởng gì nhiều đến hắn ta. Tên ma vương lập tức dùng roi của mình quật mạnh về phía bọn họ, tất cả đều chẳng có cơ hội tránh đòn và phải sử dụng khả năng từ lá bùa để bảo toàn mạng sống. Điều này cho thấy cấp độ của bốn người chưa đủ để đối đầu cùng tên ác ma này. Tiếp theo hắn bắt đầu tiếp cận Jumela để bày tỏ sự ngạc nhiên, ma vương không ngờ rằng có người phá hủy được bong bóng của mình và lại còn dùng hắc ma pháp chính vì vậy liền gã gẫm Jumela lên cùng thuyền tất nhiên Jumela đã lập tức từ chối hắn ta thấy vậy liền quay sang túm cổ Alicia tiếp theo triệu hồi thương bóng tối và đâm xuyên ngực Edwin rất may là cậu vẫn còn lá bùa nên mới thành công bảo toàn mạng sống tiếp theo tên này đã dùng hắc ám trói buộc để tấn công Jumela nhưng cô dễ dàng chém nó làm đôi rồi bay sang trái một góc bốn năm độ chưa dừng lại hắn còn triệu hồi thương hắc ám định đâm xuyên cơ thể Jumela cơ mà cô lại có khả năng kháng hắc ma pháp nên đã thành công cứu được người không để cho kẻ địch có thời gian hồi sức, du Mê la cầm kiếm bay về trước và chém mạnh một đường lên bộ giáp khiến nó vỡ tan thành từng mảnh rồi làm lộ ra lớp dung nhan của tên ma vương. Quay trở lại với quá khứ, tên này luôn chế nhạo khi nghe đến cái tên của người hùng và vị thánh. Trước khi hình thành vương quốc nơi đây đã chìm ngập trong chiến tranh và quốc vương đầu tiên là người thống nhất cũng như xây dựng lại tất cả. Bản thân ma vương từng là cận vệ hết mực trung thành và một lòng hướng về đất nước, nhưng sức mạnh của cậu lại làm hắn cảm thấy lo sợ, chính vì vậy đã bị ném đến một nơi hẻo lánh và gán cho danh hiệu kẻ phản bội chính cơn thịnh nộ cùng sự hận thù đã biến hắn trở thành ma vương sau đó hắn phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm hủy diệt thế giới loài người trận chiến đã diễn ra khá lâu cho đến khi ma vương bị phong ấn bằng một phép thuật của đại bí mật Jumela đã biết trước về câu chuyện nên chẳng mấy bất ngờ đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến màu tóc đen trở thành điểm xấu nó không chứng minh được gì ngoài sự ngu ngốc và rốt nát của nhân loại tuy nhiên Jumela vẫn chọn trở thành bạn với quốc vương và vương phi hiện tại nếu cô niệm sẽ mang lại hạnh phúc thì bản thân cũng chẳng ngần ngại chọn phương án này Ma Vương nghe thấy thế liền trực tiếp bay về phía sau lưng rồi triệu hồi một hố đen siêu to khổng lồ nhằm nuốt chửng tất cả. Sau đó hắn lao đến dùng gậy mở giao tranh với Jumela. Cô lần lượt chém ngang chém dọc để chiến đấu tới cùng, cơ mà vũ khí của hắn chẳng thể chịu nổi áp lực mà trực tiếp vỡ ra thành từng mảnh. Điều này khiến cây kiếm xuyên qua đầu Ma Vương theo quán tính và tên đó đã kết thúc cuộc đời mình bằng việc nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ đây cũng là thứ mà hắn đã mong ngóng từ rất lâu. Tuy nhiên sức hút và áp lực từ hố đen vẫn vô cùng khủng khiếp. Rất may Alicia đã kịp thời tạo lá chắn ánh sáng và cứu lấy tất cả. Ba thanh niên sau đó còn hết lời khen ngợi chị đẹp nhà ta. Đúng vào lúc này, cốt chuyện lại một lần nữa xâm chiếm và điều khiển Alicia. Cô dùng kiếm ánh sáng của mình để đâm xuyên qua ngực Jumela, cũng may nhờ vào lá bùa nên cô mới có thể bảo toàn được tính mạng. Edwin cùng những người khác đã cố hết sức ngăn cản, tuy nhiên vẫn bị sức mạnh từ Alicia đánh văng ra xa. Jumela không còn cách nào khác nên đành dùng ma pháp level 99 để tấn công cô mặc dù Alicia đã lấy lại ý thức nhưng vẫn chẳng thể điều khiển được hành vi. zumela liền này ra ý tưởng nhờ Edwin ôm Alicia vào lòng, sau đó thúc đẩy khiến cậu tỏ tình và hoàn toàn thức tỉnh được cô. Tất nhiên hai thằng cha kia phải sốc đến tận óc rồi, đứng hình tại chỗ mà. Mọi sự uất ức này sau đó đều gửi tặng đến đám cốt bình. Cả nhóm tiếp theo đã được ba trích đón về và lập tức công bố chiến thắng tới người dân. Cuộc chiến chống ma vương hoàn toàn kết thúc cùng với thắng lợi vẻ vang. Tất cả bọn họ trở lại trong sự chào đón của người dân lẫn hoàng tộc sau đó zumela cũng quay về với cuộc sống thường ngày và cùng patrick tiếp tục đánh quái thăng cấp bộ phim đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại